Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 99. Khi tu luyện tầng thứ hai, sương mù bên ngoài đột nhiên tan đi, một người đàn ông mặc áo bào đen xuất hiện, tay cầm một cây trượng màu đen, trên đỉnh trượng khảm một viên bảo thạch màu đỏ máu. Người đàn ông hai mắt màu tím, nhìn về phía tiên phủ, nói, không sai, chính là ở chỗ này, tà giới phong ấn ở đây. Mau tìm ra cô bé kia, mang nó đi. Vâng, trên chiến hạm, mấy vạn binh sĩ lần lượt xông ra, đổ bộ lên đảo. Lui ra. Ngô Bình tiến lên một bước, một luồng khí tức kinh thiên động địa được phóng ra, tất cả binh lính đều bị chấn động, cả người như đông cứng lại, không thể tiến thêm một bước nào. Người đàn ông mặc áo bào cuối cùng cũng chú ý đến Ngô Bình và nói, sao cậu dám ngăn cản tôi làm việc? Ngô Bình, anh biết tướng phủ, nhất định không phải người bình thường, nói cho tôi biết tên đi. Người mặc áo bào cười lạnh, thứ tép siêu, chịu chết đi. Hắn chỉ vào Ngô Bình bằng quyền trượng của mình, một ánh sáng màu tím bay ra, đánh vào ngực của Ngô Bình. Nhưng thể chất của anh cực kỳ cường tráng, hơn nữa còn có chăm chú bảo vệ thân thể, chú ngữ khắp người nổi lên, ánh sáng màu tím bị đánh bay đi, còn có một ít dội ngược về phía người đàn ông. Người đàn ông ngạc nhiên, cậu là ai? Ngô Bình, người nên trả lời là anh đấy. Người nọ tức giận nói, cậu muốn chết đúng không? Hắn phất tay một cái, thả ra 3.000 con rối hình thù kỳ quái, chúng lần lượt lao về phía Ngô Bình. Ngô Bình giơ kiếm trong tay lên, một trong 12 kiếm trận sáng lên và phát triển thành một quẻ sát trận, lao về phía người đàn ông. Lần đầu tiên vận dụng ý nghĩa của quẻ âm dương, không ngờ uy lực kinh người, ánh kiếm lóe lên, ảo ảnh quẻ xoay tròn, kiếm khí chém khắp nơi. 3.000 con rối bị chặt thành từng mảnh trong tích tắc, rơi xuống đất kêu leng keng. Người đàn ông sửng sốt, còn chưa kịp hoàn hồn lại, Ngô Bình đã đứng sau lưng hắn, một tay đặt lên vai hắn. Người đàn ông cứng đờ cả người, kêu lên, cậu rốt cuộc là ai? Ngô Bình lạnh lùng nói, tôi là ai không quan trọng, tôi hỏi anh, vì sao anh muốn mang cô bé kia đi, làm sao anh biết trong cơ thể của cô bé có thế giới tà ác? Sinh mệnh quan trọng hơn, người đàn ông nói, tôi từng đọc một quyển sách cổ, thế giới kia gọi là thế giới tà ác. Bên trong có một vị tà thần bị phong ấn. Ngô Bình, anh muốn mở tà giới sao? Người đàn ông, không phải mở ra, mà là tôi muốn lợi dụng sức mạch tà thần để tăng thực lực. Ồ, vậy là tà thần có thể nâng cao thực lực của anh. Người đàn ông, không phải tôi mà là tứ vương tử. Có sức mạnh của tà thần, tu vi của tứ vương tử có thể đạt tới cấp bậc đại la, từ đó đoạt ngôi. Ngô Bình, vương vị của nước Hoa vẫn chưa được định đoạt. Người đàn ông, vẫn chưa. Hiện tại, Tam Vương Tử là người có thế lực mạnh nhất và đã giành được sự ủng hộ của nhẫn giới và hầu hết các đại thần. Tứ Vương Tử biết rằng mình không đấu lại được, vì vậy muốn sử dụng sức mạnh của tà thần. Nhẫn giới cũng tham gia vào việc này sao? Phải. Ngô Bình buông tay, mang người của anh cút ra ngoài, để tôi gặp lại anh sẽ chết rất thảm đấy. Người này nhanh chóng đưa các binh sĩ rời khỏi khu vực đảo. Ngô Bình cũng biết rằng nơi này không còn an toàn nữa, vì vậy anh đã mang theo mọi người đến Linh Xuyên và ổn định cuộc sống cho họ. Ngay khi trở lại Linh Xuyên, Ngô Bình đã nhận được một tin tức khiến anh tức giận, 15 đệ tử kiếm cung đã bị một nhóm quái vật tấn công khi họ đang xuống núi để luyện tập, 9 người trong số họ đã bị giết và bị thương. Khi nhận được tin, anh đã nhanh chóng đến thăm những người bị thương và hỏi về tình hình một cách chi tiết. Hóa ra hôm đó có cả 10 người đi làm nhiệm vụ cho môn phái. Trên một ngọn núi ở Xuyên Tây, có một con quái vật không mấy mạnh mẽ đã thoát ẩn thoát hiện và giết hại rất nhiều người dân vô tội, họ được lệnh phải tiêu diệt nó. Những đệ tử này tu vi cũng không yếu, nếu cùng nhau tấn công, muốn giết một con yêu quái không quá mạnh cũng không khó. Tuy nhiên, khi họ tìm thấy con quái vật, lại có hơn chục con quái vật mạnh mẽ xuất hiện xung quanh họ, họ không phải là đối thủ của chúng, nhanh chóng phải chịu thương vong nặng nề. Ngô Bình hỏi rất cẩn thận, sau khi nghe xong, anh đã chữa trị cho một số người và khiến họ hồi phục tốt. Cùng ngày hôm đó, vào lúc trạng vạng tối, một số đệ tử đến báo cáo rằng một số lượng lớn quái vật đã xuất hiện ở nhiều nơi trong Linh Xuyên, tấn công và giết người khắp nơi. Ngô Bình vô cùng tức giận,
thần niệm của anh bao trùm Linh Xuyên, xác định vị trí của tất cả quái vật ngay lập tức. Một giây sau, anh xuất hiện ở trước mặt một con yêu hồ, dùng bàn tay to nắm lấy cổ nó, gần giọng hỏi, ai phái ngươi tới đây? Hồ yêu kinh hãi, thực lực của nó không thua gì chân tiên, nó không ngờ mình lại bị bắt mà không còn sức phản kháng, vội vàng nói, không có ai ra lệnh. Rắc rắc. Ngô Bình trực tiếp bẻ cổ nó và ném vào lò luyện minh thần để luyện hóa. Ngay sau đó, anh bắt được con quái vật thứ hai và tiếp tục tra hỏi nó. Khắp Linh Xuyên, hàng trăm con quái vật đã bị Ngô Bình giết sạch và luyện hóa trong vòng nửa tiếng, nhưng anh vẫn chưa hỏi ra được gì. Lúc này, tại một ngọn núi hoang phía tây Linh Xuyên, một người đàn ông chắp tay đứng đó. Phía sau người đó có một nam một nữ. Nếu Ngô Bình nhìn thấy ba người này chắc chắn sẽ nhận ra ngay, họ chính là đại sư huynh và cả nữ tu tên Nhan Duyệt của Trảm Yêu Các. Nam tu còn lại tên Hoàng Lập Phi, gã nói, đại sư huynh, chúng ta thả 500 yêu quái ra chắc chắn sẽ khiến Côn Luân Kiếm Cung rối tung, ít nhất cũng phải mất nửa năm mới xử lý xong đám quái vật này. Nhan Duyệt hơi buồn phiền, nói, đại sư huynh, chúng ta cũng không có ân oán lớn với Côn Luân Kiếm Cung. Thả ra mấy trăm con yêu quái làm hại biết bao nhiêu người dân, làm thế này có phải là hơi? Hoàng Lập Phi sầm mặt xuống, sư muội, muội đang nói gì thế? Đại sư huynh làm thế là vì đòi lại thể diện cho Trảm Yêu Các chúng ta mà. Hừ, phải dạy cho tên Lý Huyền Bình đó một bài học. Ngay lúc này một tu sĩ vội vã bay tới, kẻ đó kinh hãi nói, đại sư huynh, tên Lý Huyền Bình kia mạnh quá, nửa tiếng đã chém sạch tất cả yêu quái. Cái gì, đại sư huynh Tiền Đãng Vân kinh ngạc, bởi vì yêu thú hắn thả ra rất mạnh, số lượng cũng nhiều, hơn nữa phân tán khắp nơi, sao kẻ đó có thể giết sạch trong vòng nửa tiếng được? Hoàng Lập Phi khẽ biến sắc, nói, đại sư huynh, xem ra thực lực người này vượt xa dự đoán của chúng ta. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ không có cách nào đối phó hắn sao? Hoàng Lập Phi im lặng một lúc, nói, Hoàng sư đệ, đệ lấy, luyện yêu tháp, ra đây đi. Hoàng Lập Phi hít sâu một hơi, sư huynh, huynh muốn thả yêu hoàng ra sao? Tiền Đãng Vân cười lạnh, ta muốn xem thử hắn có thể giết được yêu hoàng không? Nhan Duyệt nghe nói họ muốn thả yêu hoàng ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng nói, đại sư huynh, yêu hoàng mặc dù bị trấn áp đã nhiều năm, nhưng thực lực của nó vẫn rất đáng sợ, nếu như có chuyện gì xảy ra, e là chúng ta không thể ăn nói với Trảm Yêu Các được. Tiền Đãng Vân cười lạnh. Nói, Nhan sư muội, đến lúc đó ta sẽ nói luyện ma tháp bị Côn Luân Kiếm Cung trộm đi, muội nghĩ Trảm Yêu Các tin ta hay tin bọn họ. Nhưng, Nhan Duyệt còn muốn nói cái gì, lại bị Tiền Đãng Vân cắt ngang. Được, sư muội, nếu như không muốn tham gia, vậy liền đứng ngoài xem kịch hay đi. Ở phía bên kia, Ngô Bình đã giết con quái vật cuối cùng, các tu sĩ của Linh Xuyên tiến lên để bày tỏ lòng biết ơn. Nếu không phải lần này Ngô Bình ra tay, bọn họ căn bản không giữ được địa bàn của mình, bất kể là tu sĩ bên mình hay là dân chúng địa phương đều sẽ thương vong không ít. Ngô Bình, mọi người không cần khách sáo, Côn Luân Kiếm Cung trấn giữ Linh Xuyên, bổn phận chính là bảo vệ nơi đây và mang lại lợi ích cho mọi người. Rất hiếm khi các tu sĩ gặp nhau, vì vậy họ đã đến một ngọn núi gần đó và trò chuyện một lúc. Hoàng Lập Phi nhanh chóng mang đến một tháp nhỏ màu đen, Tiền Đãng Vân cầm lấy tháp đen và nói, tiền bối trong tháp, vãn bối sẽ lập tức thả người ra. Phía trước là Linh Xuyên, có hàng chục tỷ người sống, người có thể thoải mái ăn. Tòa tháp nhỏ màu đen rung động, một giọng nói truyền ra, tại sao lại thả ta đi? Tiền Đãng Vân, tiền bối đã bị mắc kẹt trong tháp hàng trăm năm, tôi nghĩ đã đến lúc để người ra ngoài. Được, thả ta ra. Tiền Đãng Vân niệm chú, lật ngược tòa tháp nhỏ, một luồng khí đen bay ra, biến thành một con rắn khổng lồ. Con rắn này dài hàng vạn mét, có khí thế đáng kinh ngạc, đôi mắt to như những ngôi nhà, khí thế kinh người. Tiền Đãng Vân và những người khác liên tục rút lui, hắn nói, tiền bối, có vô số người sống ở phía trước, người hãy đi và thưởng thức chúng. Xà Yêu lạnh lùng nói, tiểu bối, nếu ngươi dám có mưu đồ gì với ta. Ta sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi. Ngô Bình đang nói chuyện với một vài tu sĩ thì đột nhiên cảm thấy một luồng yêu khí kinh người từ phía tây truyền đến,
ngẩng đầu lên thì thấy một con yêu xà khổng lồ dài hàng vạn mét đang cưỡi trên luồng khí đen đang lao tới. Nó có một khuôn mặt hung dữ, có vẻ như nó đang rất đói, nó đang tìm kiếm thức ăn có máu. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người dân vô tội ở Linh Xuyên sẽ trở thành món ăn ngon của nó. Trời ạ, yêu khí mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ là yêu hoàng? Các tu sĩ đều kinh ngạc thốt lên, thực lực của yêu hoàng không thua gì Đại La Kim Tiên, không có ai ở đây là đối thủ của nó. Ngô Bình hét to, yêu nghiệt to gan, nhanh chóng rút lui, nếu không ta sẽ giết ngươi. Con xà yêu phát ra một tiếng kêu dài, thanh âm rung trời, nó căn bản không thèm để ý tới Ngô Bình, tiếp tục thúc giục đám mây đen đánh tới, chuẩn bị đáp xuống đất ăn tươi nuốt sống mọi người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình vô cùng tức giận, anh tung một cú nhảy trong không trung, biến thành một người khổng lồ cao hàng chục nghìn mét. Sau khi luyện hóa ý nghĩa thiên tượng vào trong cơ thể, anh có thể thi triển rất nhiều phép biến hóa, lập tức hóa thành một con rồng lớn dài hàng chục nghìn mét, lao thẳng về phía xà yêu. Nhìn thấy thế trận này, con xà yêu vô cùng kinh hãi, nó có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ xung quanh Ngô Bình, đủ để uy hiếp tính mạng của nó. Con xà yêu rất thông minh, nó đưa ra quyết định dứt khoát, quay đầu bỏ chạy, chạy trốn về hướng ngược lại. Ngô Bình không ngừng đuổi theo, xà yêu giật mình, dùng thần niệm gửi tin, ta đổi chỗ, đừng đuổi theo ta. Ngô Bình cười lạnh, thả ngươi đi cũng được, nói cho ta biết ai phái ngươi tới đây. Xà yêu hét lớn, là mấy tên nhóc của Trảm Yêu Các, thảo nào bọn họ lại thả ta, bọn họ muốn mượn tay ngươi diệt trừ ta, chết tiệt, ta sẽ không tha cho bọn họ. Xà yêu chạy trốn rất nhanh đã tới phía xuyên tây. Phía trước không xa, Tiền Đãng Vân và những người khác đang chờ đợi tin tức, họ ngạc nhiên khi thấy con xà yêu đã rời đi mà còn quay trở lại. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy con rồng khổng lồ đằng sau con xà yêu, vẻ mặt của họ đều thay đổi. Rồng lớn ở đâu ra vậy? Hoàng Lập Phi hét lên, sau đó quay người chuẩn bị chạy trốn. Tuy nhiên, đã quá muộn, con rắn khổng lồ đã đến ngay lập tức và nó há miệng tạo ra một lực hút kinh hoàng, nhóm người bị hút vào bụng con rắn. Vì Nhan Duyệt không muốn tham gia nên đứng ở xa, vì vậy đã trốn thoát mà không hề hấn gì. Sau khi ăn thịt những người này, xà yêu còn muốn chạy trốn, nhưng Ngô Bình đã đuổi kịp nó, hai móng vuốt rồng hung hãn tóm lấy nó. Móng vuốt của rồng cực kỳ sắc bén, một nhát đâm xuyên qua vảy rắn, đâm sâu vào máu thịt, khiến xà yêu kêu lên đau đớn. Thượng tiên, tha mạng, tiểu yêu không dám. Ngô Bình cười lạnh, vừa rồi còn muốn ăn thịt người, hiện tại lại nói không dám. Xà yêu kêu lên, tiểu yêu biết sai rồi, ta vừa được thả ra, trong bụng ta không có đồ ăn, ta chỉ muốn tìm đồ ăn. Ngô Bình đã quay lại cơ thể thật của mình, nhưng anh vẫn cao hàng vạn mét. Anh dùng một tay véo vào bầy tấc của con xà yêu, lạnh lùng nói, ngươi có phải là yêu hoàng bị Trảm Yêu Các bắt không? Xà yêu nói, đúng vậy, tiểu yêu đã từng là yêu hoàng, nhưng luyện yêu tháp vô cùng lợi hại, ta ở trong đó mấy trăm năm, tu vi cũng giảm xuống, cùng lắm chỉ tính là một nửa yêu hoàng. Ngô Bình cẩn thận quan sát, phát hiện yêu cốt của xà yêu rất lợi hại, chắc chắn phải có chút lai lịch, nói, không giết ngươi cũng không sao, về sau hãy trông nom nhà của ta, nếu như ngươi có ý đồ bất chính, ta lập tức giết ngươi. Vừa nghe nói không cần chết, xà yêu vội vàng nói, tiểu yêu bằng lòng, tiểu yêu từ nay về sau sẽ hầu hạ thượng tiên, bái kiến chủ nhân. Nhan Duyệt ở đằng xa đã chết lặng, một lúc lâu không thể nói nên lời. Mãi cho đến khi Ngô Bình nhìn sang, Nhan Duyệt mới nói, Lý Cung Chủ, con xà yêu này đã ăn đại sư huynh. Ngô Bình đương nhiên nhìn thấy, anh cũng cố tình không ngăn cản, đám người này cố ý thả xà yêu ăn thịt người vô tội, chết cũng không hết tội. Anh lạnh lùng nói, cô Nhan, cô và họ cũng là đồng phạm phải không? Nhan Duyệt vội vàng xua tay, Lý Cung Chủ, tôi không hề tham gia, vị xà tiền bối này có thể làm chứng. Xà yêu đáp, chủ nhân, cô gái này quả thực luôn đứng phía xa, không tham gia. Ngô Bình thu nhỏ hình người, xà yêu cũng biến thành một con rắn nhỏ, ngoan ngoãn cuộn tròn trên cánh tay Ngô Bình. Anh đến cạnh Nhan Duyệt. Hỏi, mấy người này vì sao muốn thả yêu quái vào Linh Xuyên? Mấy trăm yêu quái lúc trước cũng do họ thả đúng không? Nhan Duyệt cúi đầu,
lần trước Lý Cung Chủ chọc giận đại sư huynh lòng dạ hẹp hòi, muốn làm thế để báo thù Côn Luân Kiếm Cung. Ngô Bình hừ lạnh, tên đáng chết, muốn đánh nhau có thể đường đường chính chính đến tìm tôi, vì sao lại phải dùng thủ đoạn hèn hạ như thế? Nhan Duyệt khẽ thở dài, họ đều chết rồi, cũng coi như đền tội. Ngô Bình không có ấn tượng tốt với người phụ nữ này, nói chảm yêu các người tại sao lại phải chém yêu quái. Nhan Duyệt, tôi cũng không rõ, cứ bắt được yêu quái là chảm yêu các sẽ trao thưởng. Xà yêu nói, chủ nhân, tiểu yêu biết đôi chút. Ngô Bình, ừ, nói đi. Xà yêu, chủ nhân, tiểu yêu tên Luyện Bạch. Ngô Bình, ừ, Luyện Bạch, nói những gì mày biết cho tao. Luyện Bạch nói, chủ nhân, chảm yêu các không phải là thế lực chính đạo, chúng bắt yêu quái để nuôi dưỡng yêu thai. Ngô Bình, yêu thai, là gì vậy? Luyện Bạch, đó chính là bắt cô gái loài người đang có thai đưa vào pháp trận, sau đó dùng bí pháp biến thai nhi thành quái vật nửa người nửa yêu. Nhưng thứ nửa người nửa yêu này có thực lực rất mạnh, vừa sinh ra đã có thực lực địa tiên. Chỉ cần tu luyện một chút là chúng đã là cường giả mạnh như thiên tiên. Ngô Bình kinh ngạc, đám người đó dám nuôi yêu thai, đúng là hoành hành ngang ngược. Luyện Bạch, chủ nhân đừng thấy làm lạ, có rất nhiều thế lực làm như vậy, chỉ là người không biết mà thôi. Ngô Bình cười lạnh, một đám ngu xuẩn. Sau đó anh nhìn Nhan Duyệt, nói cô về định ăn nói thế nào. Nhan Duyệt cắn răng, nói tôi sẽ nói đại sư huynh lén thả yêu hoàng, kết quả bị yêu hoàng nuốt chừng. Ngô Bình hừ lạnh và rời đi với Luyện Bạch. Khi trở lại Côn Luân Kiếm Cung, anh ném Luyện Bạch xuống đất và hỏi, làm thế nào để mày có thể khôi phục tu vi của yêu hoàng? Luyện Bạch, chỉ cần ăn một ít đồ sống là sẽ từ từ khôi phục. Ngô Bình suy nghĩ một lúc và nói, hôm nào đấy tao sẽ đưa mày đến một nơi. Từ giờ trở đi, mày hãy ngoan ngoãn bảo vệ sơn môn cho tao. Nói xong, anh đặt cấm chế lên cơ thể của Luyện Bạch. Sau khi chế ngự Luyện Bạch, Ngô Bình trở về nhà và thấy Chu Chu đang chơi với Khả Nhi và Đỉnh Nhi. Chu Chu lớn hơn, giống như một người chị gái. Sau khi chơi với đám trẻ một lúc lâu, anh đến thăm Thanh Tuyết Thiên Chủ. Cậu cũng mở thần tàng rồi sao? Hai mắt Thanh Tuyết sáng lên. Ngô Bình, đã mở được 4 nhân tàng. Thanh Tuyết Thiên Chủ vô cùng ngưỡng mộ anh, thật tuyệt vời. Thực lực hiện tại của cậu đã vượt xa tôi rồi. Ngô Bình, thật ra, nhân tàng có một điểm thứ 5, tên là nhân tàng trung cực, tôi sẽ mở nó. Thanh Tuyết Thiên Chủ sửng sốt, nhân tàng trung cực sao? Một khi cậu mở nó ra, cậu có thể nhận được gì? Ngô Bình, nhân tàng chủ yếu giải phóng sức mạnh của bản thân nhân tộc. Tôi nghĩ sức mạnh trung cực của nhân tộc phải rất mạnh. Thanh Tuyết Thiên Chủ gật đầu, sự tiến bộ của cậu còn nhanh hơn tôi mong đợi. Sau đó cô ta nghĩ tới một chuyện, nói tôi đề nghị rằng cậu không nên tu luyện thiên tiên. Ngô Bình sửng sốt, không tu luyện thiên tiên, tại sao? Thanh Tuyết Thiên Chủ, hiện tại thực lực của cậu so với đạo quân thì thế nào? Ngô Bình suy nghĩ một chút, nói tuy rằng tôi đánh không lại, nhưng tôi cũng không sợ đạo quân. Thanh Tuyết Thiên Chủ, đúng vậy. Đợi khi nào cậu mở ra thần tàng, tiến vào cảnh giới bất tử, thậm chí cảnh giới đoạt thiên thì sẽ như thế nào? Cậu sẽ mạnh đến mức nào? Ngô Bình im lặng, trên thực tế, anh cũng cảm thấy rằng dường như không có mối liên hệ cần thiết nào giữa địa tiên và thiên tiên. Thanh Tuyết Thiên Chủ, nếu cậu thực sự muốn trở thành thiên tiên, cậu có thể sử dụng hóa thân để tu luyện. Về phần người thật của cậu có thể tiếp tục đi trên con đường địa tiên. Ngô Bình, để hóa thân tu luyện sao? Đó là một ý kiến hay. Thanh Tuyết Thiên Chủ, với tư chất và sức mạnh của cậu, làm điều này không khó. Hơn nữa theo cách này, cậu có thể đồng thời tu luyện cả địa tiên và thiên tiên cùng một lúc mà không chậm trễ. Ngô Bình, đúng vậy. Nhưng muốn tu luyện thiên tiên, trước tiên phải đột phá đến cảnh giới bất tử. Thanh Tuyết Thiên Chủ, cậu đã tu luyện bất tử kinh chưa? Ngô Bình, tôi đã tu luyện tầng thứ nhất, bách chú chỉ thân. Tôi cảm thấy bộ kinh này quá nghịch thiên. Nếu tôi có thể luyện tập đến cùng, cơ thể và tinh thần của tôi sẽ có những thay đổi về chất. Thanh Tuyết Thiên Chủ, đạo trong thiên hạ này đều dẫn đến cùng một mục tiêu bằng những con đường khác nhau, và kết thúc cũng giống nhau.
Một khi bạn tu luyện bất tử kinh, con đường sẽ rất thuận lợi trong tương lai. Thanh Tuyết Thiên Chủ cũng đang tu luyện, cả hai chỉ dẫn cho nhau và mỗi người đều đạt được một thứ gì đó. Ngô Bình ở lại và cố gắng mở nhân tàng thứ 5, nhân tàng trung cực. Trái với dự đoán, anh vốn tưởng rằng nhân tàng trung cực sẽ rất khó mở ra, nhưng ngược lại, anh chỉ mất 2 ngày là có thể mở ra nhân tàng trung cực. Sau khi mở ra nhân tàng trung cực, một luồng khí thức nguyên thủy phóng ra, toàn thân Ngô Bình nhất thời bình tĩnh lại, bảo tướng trang nghiêm, uy đức khôn lường. Thân thể của anh hòa quyện cùng trời đất, mỗi hơi thở dường như đều ảnh hưởng đến trật tự của trời đất. Thậm chí, anh cảm thấy bây giờ mình chính là đứa con cưng của trời đất, vận may khắp đất trời đều đang dồn về phía anh. Hóa ra đây chính là nhân tàng trung cực. Ngô Bình khẽ mỉm cười, anh mở hai mắt ra, đột nhiên chấm một cái giữa lông mày Thanh Tuyết Thiên Chủ, một luồng sức mạnh thần bí truyền vào. Ngay sau đó, Thanh Tuyết Thiên Chủ phát hiện ra rằng tất cả các nhân tàng của mình đã được mở. Tất nhiên, Ngô Bình không thể giúp cô ta mở nhân tàng thứ 5, bởi vì nhân tàng thứ 5 chỉ có thể mở được bởi một người. Trừ khi người mở nhân tàng thứ 5 chết, nếu không sẽ không có người thứ 2 mở được nó ra. Ưu thế khi có nhân tàng trung cực vô cùng rõ ràng, anh có thể dễ dàng trợ giúp người khác mở ra 4 nhân tàng đầu tiên. Đương nhiên, người mở ra nhân tàng nhất định phải đạt đến tu vi thần tàng, ví dụ như Thanh Tuyết Thiên Chủ. Đột nhiên mở ra thêm 2 nhân tàng, Thanh Tuyết Thiên Chủ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, thật lợi hại. Huyền Bình, chỉ e cũng chỉ có lão tổ thời viễn cổ mới có thể làm được như cậu. Ngô Bình cười nói, chuyện này cô không được nói cho người khác biết. Thanh Tuyết Thiên Chủ, tôi hiểu rồi. Họ nói vài câu, Ngô Bối tính thời gian, biết đã đến lúc đi đón Nguyệt Vũ, anh lập tức chạy tới bộ lạc Ám Nguyệt. Đến bộ lạc Ám Nguyệt, Nguyệt Vũ cười nói, anh tới sớm quá. Ngô Bình, không sớm, sớm muộn gì em cũng phải đi với anh. Sau đó anh nghĩ tới điều gì, nói anh bắt được một người khổng lồ một mắt, vừa hay có thể dâng lên tế đàn, xem có thể có được chút nước suốt bất lão nào không. Nguyệt Vũ nói, thật sao, tuyệt quá. Khi cả hai đến đại điện, Ngô Bình xách người khổng lồ một mắt ra khỏi động thiên và ném thẳng vào tế đàn. Ngay lập tức, một luồng sáng phát ra từ tế đàn, từ từ làm tan chảy người khổng lồ một mắt. Sau đó, vô số sợi tơ bắt đầu nhanh chóng nhỏ giọt thành nước suối, vô số nước suối hòa thành một dòng nước to bằng ngón tay. Nguyệt Vũ rất vui và nói, anh à, lần này có thể lấy được rất nhiều nước suối. Ngô Bình, Nguyệt Vũ, em ở lại 3 ngày, trong 3 ngày này, anh sẽ tăng cường luyện chế một ít đan dược cho người trong bộ lạc của em. Nguyệt Vũ gật đầu, cảm ơn anh. 3 ngày thoáng cái đã trôi qua, trong khoảng thời gian này, Ngô Bình đã luyện chế đủ đan dược, anh ở lại bộ lạc Ám Nguyệt. Vào ngày thứ 4, Nguyệt Vũ từ biệt dân chúng trong bộ lạc và theo Ngô Bình đến Linh Xuyên. Về đến nhà, Ngô Bình sắp xếp cho Nguyệt Vũ tới chỗ ở của Linh Hy Nữ Đế, hai người ở cùng một tòa nhà. Nguyệt Vũ vẫn chưa quen với môi trường bên ngoài, cần một người hết lòng chỉ bảo, Linh Hy vô cùng thích hợp. Sau khi sắp xếp cho Nguyệt Vũ xong, Ngô Bình đưa Tử Phi đến Thiên Đạo Môn. Mấy ngày nữa sẽ là thời điểm tốt nhất của thiên vực, anh định đến thiên vực tìm tòi, nhân tiện báo thù cho Tử Phi. Nhà họ Ngụy đã giết hại người nhà của Tử Phi, mối thù này không thể không báo. Tuy Ngô Bình là đồ đệ của Tiêu Thái Tôn, cũng là người mới vào Thiên Đạo Môn với thành tích đứng đầu, nhưng khoảng thời gian anh ở đây không nhiều, trừ một số ít người ra thì anh không quen những đồng môn và trưởng lão khác. Đến Thiên Đạo Môn liền thấy trước sơn môn người đi kẻ lại, vô cùng náo nhiệt, có vẻ người muốn đến thiên vực không chỉ có đệ tử Thiên Đạo Môn mà còn có các tu sĩ bên ngoài. Ngô Bình tìm được Tiêu Thái Tôn, ông ấy đã đợi anh mấy ngày, liền cười nói, Huyền Bình, con đã đột phá cảnh giới Long Môn, ta thấy con nên bắt đầu đến phong cảnh. Trong thần cảnh, trước đó Ngô Bình đã đột phá tuyết cảnh và hỏa cảnh, vốn nên tiếp tục đột phá phong cảnh, nhưng thần Phong Châu có yêu cầu đối với phong cảnh, chỉ có tu sĩ đã đột phá cảnh giới Long Môn mới có thể luyện hóa. Thế nên anh mới kéo dài đến tận bây giờ. Ngô Bình, Sư Tôn, con sẽ đi phong cảnh trước. Trong lúc đó, xin Sư Tôn hãy bảo vệ Tử Phi. Thấy Tử Phi, Tiêu Thái Tôn liền hiểu ý Ngô Bình, ông ấy nói, Huyền Bình, nếu con có thể đột phá,
luyện hóa quái bản tiên thiên, vậy thì nhà họ Ngụy chẳng là gì với con. Ngô Bình, sư tôn, quái bản tiên thiên của cảnh giới này không phải đã vỡ nát rồi sao? Tiêu Thái Tôn, quái bản tiên thiên chỉ là một phần, nếu con có thể luyện hóa thì tất nhiên có thể tái hiện quẻ tiên thiên. Sư tôn, nguồn gốc của quái bản tiên thiên là gì? Tiêu Thái Tôn nói, quái bản tiên thiên là bảo vật của thiên vực, sau khi nó được lấy ra khỏi thiên vực, nó được chia thành hai phần và biến thành một thần cảnh lớn. Quái bản tiên thiên có linh tính, nó làm điều này để tìm chủ nhân mới. Ngô Bình, con hiểu rồi, cảnh giới này thực ra tương đương với một cuộc kiểm tra. Nếu vượt qua bài kiểm tra thì sẽ được quái bản công nhận. Tiêu Thái Tôn gật đầu, con có thể nghĩ như vậy. Huyền Bình, con có thể yên tâm đến phong cảnh, để Tử Phi ở đây. Ta sẽ bảo vệ cô ấy an toàn. Lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, một người đàn ông áo lam xuất hiện, anh tuấn nho nhã, đầu đội khăn vuông, tay cầm quạt xếp, chính là Triệu Thanh Dương, tông chủ Phong Tông. Tiêu Thái Tôn nói, Huyền Bình, đây là tông chủ Triệu Thanh Dương của Phong Tông, ông ấy sẽ đưa con vào phong cảnh. Triệu Thanh Dương khẽ gật đầu, Huyền Bình, nếu như cậu có thể đột phá phong cảnh, cậu chính là thủ lĩnh của Phong Tông chúng tôi. Ngô Bình đáp lễ, không dám. Triệu tông chủ, có thể nói cho tôi biết tình hình của phong cảnh không? Triệu Thanh Dương, tiến vào phong cảnh, gió bên trong vô cùng mạnh mẽ, chúng đến từ một hạt châu tên là Thần Phong Châu. Hạt châu này là do một phong nhãn trong vũ trụ biến thành, uy lực vô hạn, chỉ cần cậu có thể tiến lên trong gió mạnh, tới gần Thần Phong Châu thì có thể luyện hóa nó. Ngô Bình gật đầu, tôi đã hiểu. Triệu Thanh Dương cười và nói, Huyền Bình, sau khi cậu có được Thần Phong Châu, cậu có thể tiến vào thủy cảnh. Ngô Bình hỏi vài câu rồi đi theo Triệu Thanh Dương đến lối vào phong cảnh, anh bước vào mà không hề do dự. Bước vào phong cảnh, anh lập tức bị một cơn gió cuốn đi, suýt chút nữa không đứng dậy được. Anh nhanh chóng dùng trọng lực, bị đóng đinh chặt vào mặt đất. Đây là một thế giới hoang vắng, bầu trời đầy bụi và bị che khuất. Gió rất mạnh, các hạt cát quay cuồng với tốc độ cao còn sắc bén hơn cả gươm, có thể dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự. Ngô Bình mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật và nhanh chóng nhìn thấy rằng có một hạt châu lơ lửng trong không trung ở phía xa. Hạt châu liên tục phun ra các luồng khí này ngày càng lớn hơn, cuối cùng biến thành những cơn gió. Sau khi xác định phương hướng, anh lập tức đi về phía hạt châu. Khởi đầu rất dễ dàng, nhưng sau khi đi được hàng ngàn bước, anh không thể di chuyển dù chỉ một tấc. Gió quá mạnh, anh cố gắng hết sức để bước trên mặt đất, nhưng chân anh vẫn trượt về phía sau. Hết cách, hình dáng của anh bắt đầu thay đổi, cơ thể anh trở nên phẳng lì. Khi một cơn gió mạnh thổi qua cơ thể anh, gió lại đè anh xuống đất. Anh dùng cả tay và chân, bò thêm vài cây số. Nhưng cuối cùng, anh không thể di chuyển được nữa, anh dính chặt vào mặt đất như một tấm ván. Lúc này anh cách hạt châu chỉ có mười mấy bước, nhưng dù như thế nào cũng khó có thể tiến lên một bước. Anh nghiến răng nghiến lợi, cơ thể hóa thành một tia chớp, thoáng cái đã đi tới phía trước Thần Phong Châu và nắm lấy nó. Cầm hạt châu trong tay, cơn gió lập tức dịu đi, anh cảm thấy ngứa ngáy trong lòng bàn tay, hạt châu kia lại thẩm thấu vào trong cơ thể anh, hóa thành một luồng gió trong lành lưu chuyển trong kinh mạch. Mỗi một lần nó lưu chuyển trong cơ thể, anh lại được tôi luyện một lần, vô cùng thoải mái. Anh thở phào nhẹ nhõm, lập tức rút lui khỏi phong cảnh. Anh vừa đi ra, toàn bộ phong cảnh đều sụp đổ, Triệu Thanh Dương khẽ mỉm cười, chắp tay với Ngô Bình, chúc mừng. Ngô Bình đáp lễ, tôi đã lấy được Thần Phong Châu. Một người phụ nữ xuất hiện, cô ấy mặc một chiếc váy dài màu trắng, rất xinh đẹp, cô ấy cười nói, Huyền Bình, tôi là tông chủ của Thủy Tông, Thủy Thiên Nhu. Ngô Bình, chào Thủy Tông chủ. Thủy Thiên Nhu mỉm cười và nói, chúng tôi đã đợi cậu rất lâu, cuối cùng chúng tôi cũng đợi được cậu đến. Tiếp theo, cậu có thể đến Thủy Cảnh, trong Thủy Cảnh có nguyên nhất chân Thủy. Nếu cậu luyện hóa được chân thủy, cậu sẽ thành công. Ngô Bình nói, các vị, tất cả hình như đều muốn tôi đột phá các cảnh giới và luyện hóa quái bản tiên thiên. Thủy Thiên Nhu, đương nhiên, bởi vì chỉ có luyện hóa quái bản tiên thiên, các tông môn mới có thể thống nhất. Triệu Thanh Dương giải thích, thiên đạo môn có một phủ, bốn tông viện, tông môn số lượng nhiều nhất, nhưng thực lực lại yếu nhất,
nếu như có thể thống nhất tông môn, cậu chính là tông chủ của tất cả chúng tôi. Thủy Thiên Nhu, tông môn mới sẽ tên là Quái Tông, nhất định sẽ trở thành thế lực mạnh nhất của thiên đạo môn. Ngô Bình, cảm ơn mọi người đã tin tưởng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói xong, anh đi theo Thủy Thiên Nhu đến Thủy Cảnh. Trong Thủy Cảnh có Nguyên Nhất Chân Thủy, khi Ngô Bình đi vào Thủy Cảnh, anh trôi nổi trên đại dương. Nguyên Nhất Chân Thủy ẩn trong vùng biển rộng lớn này. Anh đột nhiên ngẩn người, mò kim đáy bể là chuyện dễ hiểu, nhưng tìm một dòng nước trong cả đại dương mênh mông thì phải làm thế nào đây? Anh thẫn thờ nhìn mặt biển một lúc rồi bay lên trời cao, mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật và cố gắng tìm kiếm dòng nước đó. Bằng cách này, anh đã thực sự phát hiện ra manh mối. Trên mặt biển bao la, dưới đáy biển có một cái bóng đang bơi lội, tốc độ cực nhanh. Cái bóng này chỉ có thể được nhìn thấy bằng đôi mắt đặc biệt của anh. Tìm được rồi. Anh cười lớn một tiếng, hóa thành một tia chớp, thoáng cái đã đi tới đáy biển, há to miệng hút một dòng nước vào trong miệng. Dòng nước cực kỳ nặng nề và mạnh mẽ như thể nó có sinh mệnh, nó chui thẳng vào bụng anh. Anh lập tức dùng toàn lực áp chế, mấy phút sau, dòng nước mới bình tĩnh lại, nó chậm rãi bị dạ dày hấp thu, hòa vào trong máu. Lập tức Ngô Bình cảm giác được thiên huyết mà mình đã lâu không thể đột phá có dấu hiệu dao động, trong đó xuất hiện một tia thiên huyết. Một giây sau, dưới chân anh sinh ra một đám mây khí, anh đạp lên đám mây rời khỏi mặt nước. Ra khỏi Thủy Cảnh chưa được bao lâu thì Thủy Cảnh cũng bị sụp đổ. Lúc này có một người đàn ông trung niên cao lớn đang đợi anh ở bên ngoài. Người đó mặc áo choàng, trông rất mập mạp, ông ta cười với Ngô Bình, Huyền Bình, tôi là tông chủ Sơn Tông, Dịch Liên Phong. Ngô Bình đáp lễ, Dịch tông chủ, bên trong Sơn Cảnh có thứ gì? Dịch Liên Phong đáp, trong Sơn Cảnh có một ngọn núi tên là Thiên Nhạc, nó được sinh ra từ vũ trụ, do hòn đá đầu tiên biến thành. Muốn lấy thiên nhạc cần sức mạnh cơ thể vô cùng mạnh mẽ, nếu không đừng hòng động vào nó. Ngô Bình gật đầu, tôi đã hiểu. Đến Sơn Cảnh, anh nhìn thấy ngọn núi đó ngay, nó tỏa ra khí thế dày nặng. Ngọn núi này không lớn, chỉ cao hơn 1000 mét, trên núi có vô số phù chú, đó chính là thiên nhạc. Anh lóe người, hóa thành người khổng lồ hơn 1000 mét, cúi người ôm lấy thiên nhạc, hét lớn, lên. Ầm ầm ầm. Thiên nhạc nặng nề bị anh rút lên, vác lên trên vai. Cảnh tượng thần kỳ xảy ra, thiên nhạc chợt biến thành một luồng sức mạnh xuất hiện trên vai phải của anh. Anh ngẩn ra, kéo quần áo ra nhìn, trên vai phải của anh có thêm một hình vẽ ngọn núi. Đồng thời một luồng sức mạnh nặng nề tỏa ra khắp người anh, hòa vào từng tế bào của anh. Anh bước nhanh ra khỏi Sơn Cảnh, thế giới sau lưng dần sụp đổ. Lần này có thêm một người đàn ông cao lớn đẹp trai đứng ngoài đợi anh, không nhìn ra được tuổi tác, mặc bộ đồ màu trắng. Người đó cười nói, tôi là tông chủ Thiên Tông, Trần Thiên Dương. Huyền Bình, cậu có thể tiến vào thiên cảnh rồi. Ngô Bình, chào Trần tông chủ, không biết trong thiên cảnh có gì. Trần Thiên Dương cười nói, trong thiên cảnh có một tấm thiên phù, luyện hóa thiên phù là có thể đột phá. Ngô Bình, Trần tông chủ, thiên phù là quẻ càn. Luyện hóa có phải càng khó hơn đúng không? Trần Thiên Dương cười nói, người biết thì sẽ không khó. Cậu có thể luyện hóa các cảnh giới các, luyện hóa thiên cảnh cũng không khó. Ông ấy ngay lập tức dẫn đường và dẫn Ngô Bình đến lối vào của thiên cảnh. Ngô Bình dừng một chút mới bước vào. Thiên cảnh khác với những nơi trước, nó sạch sẽ và được bao quanh bởi thứ gì đó giống như ánh sáng trắng. Ngay phía trên ánh sáng trắng, có một lá bùa treo lơ lửng. Chính là thiên phù. Ngô Bình ngay từ đầu đã nhận được truyền thừa từ thiên phù đại đế, anh đã quen thuộc với phương pháp phá giải nó. Anh dùng tay phải vẽ một lá bùa trong không trung, lá bùa phát ra ánh sáng kỳ lạ và bay về phía thiên phù. Ngay khi hai lá bùa tiếp xúc với nhau, thiên phù đột nhiên bùng cháy, thiêu rụi lá bùa của Ngô Bình ngay lập tức. Ngô Bình không sốt ruột, rút ra lá bùa thứ hai, nó lại tới gần, lần này lại bị đốt cháy. Cứ như vậy, anh tiếp tục thử nghiệm, dần dần tìm ra thuộc tính của thiên phù. Ở trong mắt anh, tất cả bùa chú đều giống nhau, chỉ là thuộc tính không giống nhau, chỉ cần hiểu rõ thuộc tính, luyện chế không thành vấn đề. Cuối cùng, sau khi thử hàng trăm lần, Ngô Bình đã hiểu đại khái thuộc tính của thiên phù.
Anh mỉm cười và nắm lấy nó bằng bàn tay to lớn của mình. Khoảnh khắc tay anh chạm vào thiên phù, nó biến thành một miếng ngọc, thiên phù dán chặt vào miếng ngọc. Thiên phù bùng cháy, khắc một lá bùa huyền diệu lên miếng ngọc. Sau đó, miếng ngọc lại biến thành giống như bàn tay của anh nắm chắc, thiên phù đi vào cơ thể anh và bị dương thần của anh hấp thụ. Có thiên phù, dương thần của Ngô Bình phóng ra một tia thiên uy, đồng thời thiên huyết kinh của anh lại có cảm giác mạnh mẽ, dường như tiến thêm một bước tới cảnh giới thiên huyết. Anh cẩn thận cảm nhận, phát hiện tấm bùa này có năng lượng điều khiển phần năng lượng còn lại, sau khi luyện hóa lá bùa, phần năng lượng còn lại mới thật sự bị anh hấp thu và luyện hóa. Bước ra khỏi thiên cảnh, anh phát hiện ra rằng các tông chủ của các tông đã đến, trong số họ có hai người mà anh chưa từng gặp trước đây, đó là Hoàng Hậu Hiền, tông chủ của Địa Tông và Ngô Minh Trạch, tông chủ của Trạch Tông. Anh nói, các vị tông chủ, tôi sẽ trực tiếp đến Trạch Cảnh. Ngô Minh Trạch là một người đàn ông cao gầy, anh ta cười nói, trong địa trạch có một miếng bùn vàng, nếu cậu lấy được nó, cậu sẽ thành công. Ngô Bình nhanh chóng bước vào Trạch Cảnh và nhìn thấy bùn vàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Xung quanh rất trống trải, trên bề mặt chỉ có một mảnh đất nhỏ bằng phẳng, trên mặt đất bằng phẳng có một mảnh bùn đất màu vàng cỡ bằng lòng bàn tay. Bùn đất màu vàng dính trên mặt đất, dường như không có linh tính. Anh đi đến chỗ bùn vàng và đưa tay ra để nắm lấy nó, nhưng tay anh vừa chạm vào bùn vàng lập tức lớn hơn và nuốt chửng anh. Một giây sau, bùn vàng khôi phục lại bình thường, vẫn dính trên mặt đất, giống như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, các tông chủ bên ngoài đang thảo luận rất nhiều, Trần Thiên Dương nói, Ngô tông chủ, miếng bùn thần này là quỷ dị nhất, nghe nói nó là nòng cốt của quẻ tiên thiên. Ngô Minh Trạch nói, Trần tông chủ, Huyền Bình có thể luyện hóa thiên cảnh, chỉ một trẻ cảnh còn con đương nhiên không thành vấn đề. Tất nhiên là sẽ gặp phải chút khó khăn. Triệu Thanh Dương, Ngô tông chủ, hãy nói rõ ràng chút đi. Ngô Minh Trạch, miếng bùn vàng này thực ra là một vật liệu để kết dính các cảnh giới, vì vậy nó có chút đặc biệt. Lúc này, bùn vàng trong trẻ cảnh đột nhiên bị một bóng người khổng lồ đẩy ra, Ngô Bình lao ra từ bên trong. Anh lau mặt, dùng hai tay vốc bùn vàng và giật mạnh. Miếng bùn này không bao lâu liền trở nên ngoan ngoãn, anh muốn bóp kiểu gì cũng được, hoàn toàn không hề phản kháng. Cuối cùng, bùn vàng đột nhiên tiêu tán thành một đám sương mù màu vàng, thẩm thấu vào trong da thịt của Ngô Bình, đến bây giờ anh mới luyện hóa được bùn vàng. Sau khi đi ra khỏi trạch cảnh, anh nói với tông chủ Địa Tông, Hoàng Hậu Hiền, Hoàng tông chủ, còn lại một cảnh giới cuối cùng. Hoàng Hậu Hiền rất vui mừng và nói, trong địa cảnh có một cuốn địa thư. Sau khi luyện hóa nó, các môn phái có thể thống nhất. Xin mời. Địa cảnh là một vùng đất rộng lớn, khi Ngô Bình đứng trên vùng đất này, anh có một cảm giác rất thân thiết. Anh từng luyện hóa địa châu, luyện hóa 7 cảnh giới khác, chỉ còn cảnh giới cuối cùng này. Anh mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật ra, chỉ liếc mắt một cái liền phát hiện địa thư ẩn sâu trong lòng đất. Xung quanh cuốn địa thư có 3 trường lực cực mạnh bảo vệ nó, muốn lấy được cuốn địa thư thì trước tiên phải phá vỡ 3 trường lực đó. Điều này không khó với Ngô Bình, anh biến thành TT và phi thẳng xuống dưới. Các móng vuốt được bao phủ bởi ánh kiếm, trường lực 3 tầng không thể ngăn cản anh đã đến vùng phụ cận của địa thư chỉ trong vài phút. Cuốn địa thư này là một cuốn sách, trên đó có ghi vô số ký hiệu thần phù, như thể nó có sinh mệnh. Anh lập tức khôi phục hình người, sau đó khoanh chân ngồi xuống trước cuốn sách, lĩnh ngộ phù văn trên cuốn sách, đọc một hồi rồi lật sang trang thứ hai. Những trang sách anh lật qua sau đó phân tán thành một chùm sáng và hòa vào cơ thể anh. Một trang, hai trang, cho đến trang thứ 9, toàn bộ địa thư hoàn toàn tiêu tán, nó biến thành sức mạnh thẩm thấu vào động thiên, khiến nó càng thêm hoàn chỉnh. Giờ phút này, trong lòng Ngô Bình tự nhiên sinh ra một loại lĩnh ngộ huyền diệu. Đó chính là ý nghĩa của quẻ tiên thiên. Sự lĩnh ngộ này vừa bù đắp cho sự thiếu sót của anh về ý nghĩa quẻ, đồng thời ý nghĩa quẻ âm dương thứ 3 đã hoàn toàn viên mãn. Sau đó, anh lấy quái bàn hậu thiên ra và dồn sức mạnh vào trong đó. Ngay lập tức, quái bàn hậu thiên tỏa sáng rực rỡ, nó bay lên trời và từ từ xoay tròn. Dưới sự cải tạo của sức mạnh quẻ tiên thiên, quái bàn hậu thiên đã thay đổi, từ hậu thiên chuyển thành tiên thiên. Lúc này anh vung tay lên, quái bàn tiến vào trong cơ thể En,
lơ lửng trong động thiên, trong mắt anh hiện lên ảo ảnh của quẻ, thậm chí trong mỗi tế bào đều xuất hiện sức mạnh quẻ cực nhỏ, tuyệt không thể tả. Cảnh này sụp đổ, anh đứng giữa mảnh đất hoang toàn, khí thế ngút ngàn, quanh thân tỏa ra sức mạnh vô cùng đặc biệt. Các tông chủ rất vui mừng, đồng thời quỳ lạy tham kiến tông chủ. Ngô Bình khẽ gật đầu, mời đứng lên, không cần đa lễ. Tiêu Thái Tôn cười lớn, Huyền Bình, chúng ta tìm nơi khác nói chuyện đi. Đoàn người đến chỗ ở của Tiêu Thái Tôn, Ngô Bình ngồi thì các tông chủ không dám ngồi, mãi đến khi Ngô Bình nói. Mọi người ngồi xuống hết đi. Mọi người ngồi xuống, Ngô Bình nói, tôi đã luyện hóa quái bản tiên thiên, theo như lời mọi người nói trước đó, các tông quy về làm một. Trần Thiên Dương, tông chủ, các tông quy về làm một, người chính là tông chủ của chúng tôi. Ngô Bình, nói ra thì tôi vốn là đệ tử của Thiên Đạo Môn, đột nhiên bảo tôi làm tông chủ thì không ổn lắm. Triệu Thanh Dương nói, tông chủ đã luyện hóa quẻ tiên thiên, chỉ có người mới có tư cách làm tông chủ. Ngô Bình, tôi thấy nên chọn một người trong số mọi người làm tông chủ. Mọi người đều lắc đầu, dù thế nào cũng bảo phải để Ngô Bình làm tông chủ. Ngô Bình thấy mọi người đều thành tâm thế thì cười nói, được mọi người ưu ái như vậy, tôi không từ chối nữa. Nhưng chuyện thành lập quái tông để sau đã, dù sao thì chuyện này trọng đại, dù thế nào cũng phải được trưởng môn và các trưởng lão đồng ý. Các tông chủ nhiệt tình, đều muốn nhanh chóng thành lập quái tông, giờ nghe Ngô Bình nói thế mới hiểu bọn họ đã quá vội vã. Ngô Minh Trạch nói, tông chủ nói phải, chuyện này dù thế nào cũng phải được trưởng môn đồng ý, sau đó chúng ta lại bàn bạc chuyện lập tông mới. Hoàng Hậu Hiền, ha ha, nói đúng, chúng ta không cần sốt ruột, dù sao tông chủ cũng sẽ không chạy. Ngô Bình, mọi người, tu vi của tôi còn thấp, mọi người cũng cần chuẩn bị một chút. Tôi cảm thấy hay là thế này, sau khi tôi thành thiên tiên sẽ thành lập quái tông, trong khoảng thời gian này, mọi người hãy bàn bạc cẩn thận các chi tiết sau khi hợp nhất. Dù sao trước kia là các tông môn khác nhau, bây giờ hợp lại làm một, việc này liên quan đến rất nhiều phân chia lợi nhuận, nhất định phải cân nhắc cẩn thận. Mọi người đều cảm thấy điều đó hợp lý và tất cả đều đồng ý. Ngô Bình vừa luyện hóa quẻ tiên thiên, cần ổn định, mọi người không quấy rầy, nói vài câu liền rời đi. Tiêu Thái Tôn, Huyền Bình, kế hoạch tiếp theo của con là gì? Ngô Bình, sư phụ, trong khoảng thời gian này, con sẽ ở lại Thiên Đạo Môn để làm quen với nơi này. Nếu anh muốn trở thành chủ nhân của một tông trong tương lai, tất nhiên anh cần phải hiểu rõ về Thiên Đạo Môn. Tiêu Thái Tôn gật đầu, ừ, Thiên Đạo Môn có thế lực hùng hậu, nếu như con có thể đứng vững ở chỗ này, điều này rất có lợi tương lai của con. Ngô Bình, sư phụ, con nhớ rằng có một đại sư luyện đan 5 sao ở Thiên Đạo Môn. Tiêu Thái Tôn cười nói, có một người tên là Lạc Ngưng Đan. Sao thế, con muốn gặp người đó sao? Ngô Bình, còn mấy ngày nữa thiên vực mới mở ra, con muốn gặp người đó. Tiêu Thái Tôn nói, người đó ở vườn đan Thanh Minh, cực đông của Thiên Đạo Môn. Con cũng là đại sư luyện đan, có thể giao lưu với cô ấy. Được rồi, vi sư không quấy rầy con tu luyện nữa. Sau khi Tiêu Thái Tôn rời đi, Tử Phi đi vào, cười nói, chúc mừng anh. Ngô Bình nhìn cô ấy, nói Tử Phi, em định đối phó nhà họ Ngụy như thế nào? Tử Phi, nhà họ Ngụy biết rằng em sẽ trở lại chắc chắn sẽ hại em. Đến lúc đó thì anh có thể ra tay. Ngô Bình, ừm, đúng là như vậy. Chúng ta hãy chờ xem. Vẫn còn sớm, Ngô Bình tiếp tục làm quen với quái bản tiên thiên. Sau khi tinh luyện quẻ tiên thiên, anh không chỉ hoàn thiện ý nghĩa quẻ của mình mà còn thu được một pháp khí cực kỳ mạnh mẽ. Bây giờ với sự trợ giúp của quái bản tiên thiên, anh có thể ngay lập tức bày ra một đại trận vô song để bẫy và giết kẻ thù. Trong tương lai, tu vi của anh càng cao, uy lực của quái bản tiên thiên càng lớn. Thời gian còn lại, anh dùng để tu luyện Thái Nhất Hoàng Cực Kinh. Lúc trước anh đã tu luyện đến tầng 9, trở thành Ngự Lôi Chân Nhân, sắp đạt đến tầng 10, Cự Linh Chân Nhân. Cự Linh Chân Nhân có sức mạnh vô hạn, cần phải phát huy hết tiềm năng của cơ thể để đạt đến cảnh giới Cự Linh. Ngô Bình đã mở nhân tàng trung cực, sự phát triển thể chất của anh đã đạt đến cực hạn, trở thành Cự Linh Chân Nhân không khó, chỉ cần giải quyết trong chốc lát.
Sau đó là Hoàng Cực Linh tầng 11, Thiên Độn Chân Nhân. Thiên Độn Chân Nhân có thuật độn hành, trước giờ thuật độn của Ngô Bình cũng không tệ, thậm chí còn tinh thông lôi độn, cho nên lần này vẫn rất thuận lợi. Tầng thứ 12 là Bất Tử Chân Nhân. Đúng như tên gọi, Bất Tử Chân Nhân bất tử bất diệt, rất khó giết chết, do đó cực kỳ khó tu luyện. Bất Tử Chân Nhân có chút tương tự với Bất Tử Kinh, vì sao không tu luyện Bất Tử Kinh trước nhỉ? Nghĩ đến đây, anh chuyển sang tu luyện Bất Tử Kinh. Anh chỉ mới luyện được tầng thứ nhất trong 9 tầng Bất Tử Kinh, Bách Chú Chỉ Thân. Tầng thứ hai là Thiên Mệnh Sở Quy. Vốn dĩ tu hành Thiên Mệnh Sở Quy đã cực khó, suy cho cùng cũng khó thay đổi vận mệnh. Nhưng anh đã tu luyện Đại Mệnh Vận Thuật, thế nên tầng này đối với anh cũng không phải vô cùng khó khăn. Anh kích hoạt Đại Mệnh Vận Thuật, dựa vào sự trợ giúp của quái bản tiên thiên để nghịch thiên thay đổi vận mệnh, không ngờ nhanh chóng đạt đến Thiên Mệnh Sở Quy. Lúc này, anh cảm thấy trời đất như đang bày tỏ thiện ý với mình. Anh chính là con cưng của trời, dù anh làm chuyện gì cũng sẽ được trời đất thiên vị. Vừa định tiếp tục tu luyện, Tử Phi đột nhiên gọi một tiếng, Huyền Bình. Ngô Bình đứng dậy mở cửa, cười hỏi, Tử Phi, làm sao vậy? Tử Phi khẽ thở dài, Âu Chiến đang đứng ngoài gọi tên em. Vừa nhắc tới Âu Chiến, anh liền nhớ tới Âu Chiến là con trai của trưởng lão Nòng Cốt, có hôn ước với Tử Phi. Ngô Bình, người muốn gặp anh ta sao? Tử Phi, em muốn gặp mặt nói rõ ràng, để sau này anh ta không dây dưa. Ngô Bình, được, anh đi cùng em. Có một cấm chế kết giới trong viện này nên Âu Chiến không thể vào. Mở cửa viện, họ thấy một chàng trai trẻ, anh ta mang theo một vài người tùy tùng, đang gọi tên Tử Phi. Tử Phi, mắt anh ta sáng lên khi nhìn thấy Tử Phi, liền vươn tay nắm lấy tay cô ấy. Ngô Bình ngăn giữa hai người, nói, lùi lại. Thanh niên này chính là Âu Chiến, anh ta tức giận nói, anh là ai mà dám ngăn cản tôi? Tử Phi nói, Âu Chiến, anh ấy là chồng của tôi, từ nay giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Âu Chiến tức giận, cái gì? Chồng của em, Tử Phi, em là vợ chưa cưới của tôi. Tử Phi, đó là ước định giữa hai nhà Âu Tử, nhà họ Tử đã bị diệt, ước định này tất nhiên vô hiệu. Âu Chiến vừa muốn nói cái gì đó, Ngô Bình đã thản nhiên nói, lúc trước nhà họ Tử bị diệt, nhà họ Âu các người không có phản ứng gì. Hiện tại anh lại đột nhiên xuất hiện, anh có ý đồ gì vậy? Âu Chiến hừ lạnh, anh đừng có quản chuyện của tôi. Anh chính là người mới vào với thành tích cao nhất sao? Tôi nói cho anh biết, điểm đầu vào cao nhất không có nghĩa là anh mạnh. Ngô Bình, tôi không rảnh nói nhảm với anh, cút ra ngoài. Âu Chiến không thể chịu đựng được nữa, hét lên, anh chết chắc. 100 tấm thần phù đột nhiên xuất hiện bên cạnh và xoay quanh anh ta. Ngay sau đó, 100 tấm thần phù đột nhiên rung chuyển, ảo ảnh của chúng xuất hiện xung quanh Ngô Bình. Thần phù tạo thành đại trận, vây Ngô Bình bên trong. Mỗi tấm thần phù đều tạo ra sức mạnh tiêu cực, uy lực của chiêu này vốn vô cùng mạnh, một khi chân tiên bị vây thì thoáng cái sẽ tan xương nát thịt. Nhưng kẻ Âu Chiến đang đối đầu không phải người bình thường mà là Ngô Bình. Anh giơ tay tóm một cái, những ảo ảnh thần phù này đều nát bấy, ngay cả thần phù quanh người Âu Chiến cũng chịu ảnh hưởng, bốc cháy hừng hực. Âu Chiến kinh hãi, Chu Thiên luyện hóa. Lần này 100 tấm thần phù liền bay ra vây lấy Ngô Bình. Đồng thời thần phù xoay chuyển, đốt cháy cơ thể Ngô Bình. Ngô Bình nhìn những tấm thần phù này, nói, uy lực của những thần phù này khá mạnh, nhưng anh không biết dùng. Nói xong anh phất tay. 100 thần phù tắt đi ánh sáng, rơi ảo ạt xuống đất. Đồng thời anh cũng bước ngay tới trước mặt Âu Chiến giơ tay xách anh ta lên, sau đó đập mạnh xuống đất. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên, mấy tùy tùng đều kinh ngạc, một người gần giọng nói với Ngô Bình, tên to gan kia, dám khiến cậu chủ nhà tôi bị thương à? Có biết chủ mẫu nhà tôi là ai không? Bà ấy chính là thần tộc. Tử Phi vội nói, Huyền Bình, mẹ Âu Chiến đúng là thần tộc. Tuy không phải thần tộc chính thống nhưng chúng ta cũng không dây vào được. Ngô Bình cười lạnh, thần tộc thì làm sao? Anh hỏi Âu Chiến, anh có cút hay không? Âu Chiến nhìn ra sát ý của anh ta kinh hãi, gằn giọng nói, được. Anh cứ chờ xem, nói xong anh ta đưa tùy tùng đi.
Tử Phi cười khổ, nói, xem ra Âu Chiến sẽ không từ bỏ. Ngô Bình lại đang nghĩ chuyện khác, anh hỏi, Tử Phi, tên Âu Chiến đó vì sao đột nhiên đến tìm em? Trước kia nhà họ Tử gặp nạn, nhà họ Âu chẳng hề đoái hoài. Giờ anh ta lại tìm đến Tử Phi, chắc chắn có nguyên nhân gì đó. Tử Phi, chắc chắn vì em là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tử, khống chế em là có thể danh chính ngôn thuận lấy được tài sản của nhà họ Tử. Ngô Bình, hóa ra là nhằm vào tài sản. Em không nói thì anh cũng quên mất, nếu chúng ta đã trở về thì em đương nhiên phải lấy lại hết tài sản của nhà họ Tử. Tử Phi cười khổ, việc lấy lại tài sản gần như là điều không thể. Ngô Bình, chỉ vì Ngụy Vô Cương là một trong 8 trưởng lão nòng cốt sao? Tử Phi, thế lực của nhà họ Ngụy không chỉ nằm ở thân phận trưởng lão nòng cốt của Ngụy Vô Cương mà còn nhờ cả Ngụy Vô Thượng nữa. Ngô Bình, Ngụy Vô Thượng sao? Hừ, tên này từng khiêu chiến anh nhớ hắn. Tử Phi, sở dĩ Ngụy Vô Thượng được nhà họ Ngụy xem trọng không chỉ vì tố chất của hắn nghịch thiên mà còn vì hắn là chồng chưa cưới của cháu gái của Đại Thiên Tôn. Ngô Bình nhíu mày, ồ, còn có chuyện này nữa à? Tử Phi, đúng vậy, nhưng dù thế nào thì em cũng nhất định phải báo thù. Ngô Bình, cũng có nghĩa là then chốt của nhà họ Ngụy chính là Ngụy Vô Thượng, đúng không? Tử Phi gật đầu, Ngụy Vô Cương không đáng sợ, trưởng môn và các trưởng lão nòng cốt khác nể mặt ông ta hoàn toàn là vì nể mặt Ngụy Vô Thượng thôi. Sau khi thiên vực mở ra, Ngụy Vô Thượng cũng vào trong nhỉ, anh hỏi. Tử Phi, đương nhiên rồi, cơ hội tốt như thế, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Em nghe nói Đại Thiên Tôn đã đích thân gặp Ngụy Vô Thượng, nói cho hắn nghe một vài tình hình liên quan đến thiên vực. Ngô Bình nhíu mày, dường như năm xưa Đại Thiên Tôn từng thu hoạch được vài bảo bối trong thiên vực. Tử Phi nhìn Ngô Bình, Huyền Bình, nếu có thể giết chết Ngụy Vô Thượng trong thiên vực là tốt nhất. Ngụy Vô Thượng mà chết thì Ngụy Vô Cương cũng không còn chỗ dựa nữa. Ngô Bình, e là nhà họ Ngụy cũng sẽ nghĩ như vậy, giết anh rồi em cũng sẽ không còn chỗ dựa. Tử Phi, không chỉ vậy. Anh có được bàn bát quái khiến đệ tử cả thiên đạo môn đều ganh tị, Ngụy Vô Thượng hắn cũng không ngoại lệ. Chắc chắn hắn muốn giết anh để đoạt lấy bàn bát quái tiên thiên. Thế nên nhất định giữa các anh sẽ có một trận chiến. Điều em lo là dù sao Ngụy Vô Thượng cũng đã đạt đến chân tiên rồi. Ngô Bình, anh lại không sợ hắn là chân tiên, dù hắn có là đạo quân, anh cũng có thể đấu với hắn. Nhưng hắn được Đại Thiên Tôn xem trọng, thiết nghĩ sẽ có điểm hơn người, phải đề phòng mới được. Tử Phi, đúng vậy, đây cũng là điều em lo lắng nhất. Ngô Bình vỗ về vai cô ấy, chúng ta cứ đi từng bước một thôi. Lại qua một ngày nữa, Ngô Bình quyết định tới thăm hỏi Lạc Ngưng Đan, xem thử trình độ của vị đại sư luyện đan năm sao này ra sao. Vườn đan Thanh Minh nằm ở phía đông thiên đạo môn. Tới trước vườn đan, anh nhìn thấy hai cô gái canh cửa, quần áo trắng tinh, dung mạo xinh đẹp. Ngô Bình vừa tới, một cô gái đã hỏi, có phải là anh Ngô Bình không ạ? Ngô Bình rất bất ngờ, cô biết tôi sao? Cô gái cười nói, chủ vườn chúng tôi đã dặn dò, mấy ngày nay sẽ có một anh Ngô tới. Bình thường chỉ có người quen tới vườn của chúng tôi thôi, anh lạ mặt thế này, chắc chính là anh Ngô rồi. Ngô Bình gật đầu, là tôi, phiền cô thông báo giúp tôi với. Cô gái, chủ vườn của chúng tôi nói nếu anh Ngô tới thì mời anh vào Thính Trúc Hiên uống trà. Ngô Bình, làm phiền cô dẫn đường. Anh theo cô gái vào trong vườn đan Thanh Minh, đi được một đoạn thì vào một rừng trúc, trong đó có một cái nhà bằng trúc nhỏ. Trước nhà trúc có một cô gái đang tưới nước cho một bồn dược liệu, nghe tiếng bước chân, cô ấy quay người lại nhìn. Ngô Bình phát hiện cô gái này vẻ ngoài bình thường, thân hình không có gì nổi trội, đến cô gái canh cửa còn xinh đẹp hơn cô ấy đến cả trăm lần. Cô gái cười nói, anh Ngô, nghe danh đã lâu. Ngô Bình ôm quyền, chắc cô là Lạc Đan sư rồi, hân hạnh được gặp mặt. Cô gái chính là Lạc Ngưng Đan, cô ấy cười nói, mời vào nhà uống trà. Chỗ tôi đơn sơ, mong anh đừng trách. Ngô Bình mỉm cười, nơi này rất tốt mà. Sau đó anh nhìn dược liệu trong chiếc bồn kia một cái rồi nói, cái này là thảo hoàn đan nhỉ. Cô gái, anh thật tinh mắt, chính là thảo hoàn đan.
Lúc tôi 13 tuổi đã trồng nó, bây giờ đã qua 12 năm mà nó mới lớn được một chút xíu. Ngô Bình, thảo hoàn đan 3.000 năm khai hoa, 6.000 năm kết quả, còn lâu lắm. Lạc Ngưng Đan cười nói, đúng vậy, thế nên tôi cũng không mong đợi được đến khi nó khai hoa. Ngô Bình nói, vì sao? Thầy luyện đan như chúng ta sống mấy nghìn năm cũng không phải là chuyện khó mà. Lạc Ngưng Đan, đương nhiên công tử có thể trường sinh, nhưng thể chất của tôi đặc thù, sống không quá 30 tuổi. Ngô Bình rất bất ngờ, anh hỏi, không biết Lạc Đan sư có thể chất gì? Lạc Ngưng Đan, tôi bị trúng độc từ trong bụng mẹ, nên sinh ra với dáng vẻ này. Vì tôi xấu nên bố mẹ đều không thích, 3 tháng đã đưa tôi cho một gia đình nông dân nuôi nấng. Ai ngờ nhà nông dân cũng không thích tôi, lúc tôi 1 tuổi đã vứt bỏ tôi. May có một con sói trắng bị mất con, nó đưa tôi về hang sói, nuôi tôi đến khi 5 tuổi. Ngô Bình gật đầu, tuổi thơ của cô thật khổ. Sau đó thì sao? Sao cô học được thuật luyện đan? Lạc Ngưng Đan, năm tôi 5 tuổi, một ông cụ lên núi hái thuốc, gặp được tôi nên đưa tôi về nhà. Vì chưa bao giờ nói chuyện với con người nên mới về tôi không biết nói chuyện. Nhưng tôi học tập rất nhanh, 3 ngày đã có thể nói chuyện lưu loát với ông ấy rồi. Ngô Bình, ông cụ kia là sư tôn của cô à? Lạc Ngưng Đan, ông ấy chỉ là một thầy luyện đan rất bình thường, thậm chí còn không được xem là thầy luyện đan, chỉ biết luyện một vài thảo dược bình thường, nhưng ông ấy đã dạy tôi những gì cơ bản nhất. Sau đó, tôi gọi ông ấy là bố. Lúc tôi 10 tuổi đã có thể tự luyện ra đan dược rồi. Bố cảm thấy tố chất tôi tốt nên đưa tôi đến Ngọc Đỉnh Môn, kết quả năm 15 tuổi tôi đã trở thành đệ tử có thiên tài nhất của Ngọc Đỉnh Môn. Ngô Bình cười nói, khâm phục, xem ra cô bẩm sinh đã có tố chất luyện đan. Lạc Ngưng Đan, thế thì đã sao, tôi nỗ lực tu hành, nhưng không thể sống lâu được. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, Lạc Đan Sư, tôi có hiểu biết sơ về y thuật, chắc có thể giúp cô chẩn trị. Tuy Lạc Ngưng Đan hơi xấu nhưng đôi mắt thì sáng long lanh, cô ấy hỏi thật sao? Ngô Bình cười, cô không tin tôi à? Lạc Ngưng Đan, tất nhiên là tin rồi, trình độ luyện đan của anh hơn tôi, nếu tôi không tin anh thì không còn ai trên đời đáng để tin nữa rồi. Ngô Bình, nếu tin thì để tôi chẩn trị cho cô. Lạc Ngưng Đan khom người thật sâu vái Ngô Bình, làm phiền anh Ngô rồi. Hai người ngồi trong phòng khách nhỏ của nhà Trúc, Ngô Bình quan sát một hồi phát hiện nguyên thần của Lạc Ngưng Đan bị vấy bẩn, mà nguyên thần sẽ làm ảnh hưởng tới cơ thể. Anh tiếp tục quan sát, phát hiện trong nguyên thần của Lạc Ngưng Đan là một dấu ấn sinh mệnh không hề tầm thường. Nói cách khác, Lạc Ngưng Đan này không hề đơn giản, cô ấy là người chuyển thế trùng tu. Chỉ là dấu ấn sinh mệnh của cô ấy đã bị người ta động tay động chân khiến cô ấy không thể khôi phục ký ức được. Nhưng dù là vậy, cô ấy vẫn trời sinh tuệ căn, thông minh tuyệt đỉnh. Nhìn rõ được nguyên nhân, Ngô Bình nói, cô Lạc, tôi có thể chữa trị cho cô, nhưng cô phải đồng ý với tôi một điều kiện. Lạc Ngưng Đan cười nói, được, anh cứ nói. Ngô Bình, tôi chữa trị được cho cô thì cô phải rời khỏi thiên đạo môn, tới tông môn của tôi làm đan sư. Lạc Ngưng Đan hơi sững người, vì sao? Kỹ thuật luyện đan của anh Ngô hơn tôi nhiều. Có anh ở đó chẳng phải tôi dư thừa sao? Ngô Bình cười nói, thế thì chưa chắc, sau này trình độ luyện đan của cô chắc là sẽ cao hơn cả tôi đấy. Sau một thoáng im lặng, Lạc Ngưng Đan nói, khi trước tôi đã giao hẹn sẽ ở lại thiên đạo môn 5 năm, 5 năm sau mới quyết định đi hay ở. Thật ra lúc đó tôi cảm thấy mình không sống được mấy lần 5 năm nữa, thế nên mới đồng ý giao hẹn này. Nhưng nếu anh Ngô có thể chữa khỏi cho tôi thì tôi sẽ rời khỏi thiên đạo môn sau khi hết kỳ hạn 5 năm. Ngô Bình, còn bao lâu nữa? Lạc Ngưng Đan, 1 tháng rưỡi. Ngô Bình, được, vậy thì 1 tháng rưỡi. Vừa đến hạn, cô phải rời đi. Đương nhiên rồi, thiên đạo môn đãi ngộ cô như thế nào thì tôi cũng đãi ngộ cô như vậy. Nói xong anh túm một cái, độc lực ẩn trong dấu ấn sinh mệnh trong nguyên thần của Lạc Ngưng Đan bị anh kéo ra. Không có độc lực vấy bẩn, dấu ấn sinh mệnh của cô ấy lập tức phát sáng rực rỡ, một không gian thần bí mở ra, vô số năng lượng huyền diệu từ bên trong tuôn ra, ngấm vào cơ thể Lạc Ngưng Đan. Lúc này giữa trời đất cũng có vô số năng lượng kỳ diệu đổ tới.
Những năng lượng này dường như luôn luôn tồn tại trong các không gian ở những duy độ khác nhau, chỉ đợi chủ nhân của mình triệu hồi. Bây giờ chúng nó tập hợp lại, bỗng chốc khiến ngoại hình của Lạc Ngưng Đan thay đổi chóng mặt. Cô ấy được một chùm ánh sáng bao bọc lại, tiến hành một quá trình thay xác phi phàm. Ngô Bình lập tức đi ra khỏi phòng, ở bên ngoài hộ pháp cho cô ấy. Lúc này, vô số thần niệm đang quét về phía bên này nhưng đều bị thần niệm của Ngô Bình ngăn cản, không cho ai ảnh hưởng tới cô ấy. Bỗng nhiên có một bóng người đáp xuống trước nhà, người tới chính là Ngụy Vô Cương. Lúc ông ta nhìn thấy Ngô Bình thì gằn giọng, "Ngô Bình, sao cậu lại ở đây?" "Ngô Bình, Ngụy Vô Cương, vậy ông thì sao? Tôi được Lạc Đan sư mời nên tới đây hộ pháp cho cô ấy." Ngụy Vô Cương hừ một tiếng, nói bừa, "Lạc Đan sư không hề quen biết cậu." "Ngô Bình, có quen hay không thì liên quan gì đến ông?" Ngụy Vô Cương sải bước đi về phía nhà trúc, bị Ngô Bình cản lại, lạnh lùng nói, "Ông không thể vào trong." Ngụy Vô Cương cười khẩy, "Cậu mà cũng dám cản tôi. Tránh ra." Ông ta giơ tay kéo Ngô Bình, nhưng vừa chạm vào người anh đã bị một luồng sức mạnh cực lớn khống chế cơ thể, sau đó ngã ra đất, lăn vòng vòng, vô cùng nhếch nhác. "Cậu!" Ngô Bình đá ông ta ra xa mấy chục mét, thản nhiên nói, "Đừng có không biết điều. Ngụy Vô Cương, dù ông có là chân tiên, tôi giết ông chẳng khác gì giết một con gà đâu." Sắc mặt Ngụy Vô Cương thay đổi liên tục, ông ta không ngờ thực lực của Ngô Bình bây giờ lại mạnh đến vậy. "Quả nhiên cậu đã luyện hóa bản bát quái tiên thiên rồi, sức mạnh của cậu chắc cũng tới từ bản bát quái đúng không?" Nhưng ông ta sai rồi, Ngô Bình chỉ dùng sức mạnh tự thân thôi, nếu dùng tới sức mạnh của bản bát quái tiên thiên thì hậu quả của ông ta còn thảm hại hơn bây giờ. "Ngô Bình, tôi nói rồi, không liên quan gì đến ông, cút." Ngụy Vô Cương biết mình không làm được gì nên hừ một tiếng rồi quay đầu bỏ đi. Nhưng Ngụy Vô Cương vừa đi thì lại có một người phụ nữ xuất hiện, bà ta cười hỏi, "Lạc Đan sư ở bên trong à?" Ngô Bình hỏi, "Bà là ai?" "Người phụ nữ, cậu không biết tôi là ai à? Tôi là vợ của trưởng môn, cậu có thể gọi tôi là Tam Phu Nhân." "Ngô Bình, thì ra là Tam Phu Nhân. Xin lỗi, Lạc Đan sư đang bế quan tu luyện, không thể tiếp khách được." "Người phụ nữ, thì ra đang bế quan. Nhưng tôi có chuyện quan trọng cần tìm cô ấy, có thể cho tôi gặp mặt một lát được không?" Ngô Bình khẽ nhíu mày, "Người phụ nữ này định làm gì?" Anh nói, "Xin lỗi Tam Phu Nhân, không ai được vào trong." Tam Phu Nhân tỏ vẻ khó chịu, "Thế nào? Cậu định ngăn cả tôi? Không sợ trưởng môn chỉ tội cậu à?" Ngô Bình vô cảm, "Tam Phu Nhân, dù trưởng môn có đích thân tới đây thì cũng không thể vào trong được." "Hỗn sược, Tam Phu Nhân nổi trận lôi đình, có tin tôi chỉ tội cậu không?" "Khẩu khí lớn quá." Bỗng nhiên, giọng Lạc Ngưng Đan truyền từ trong phòng ra. Lúc cô ấy bước ra, Ngô Bình bỗng ngây cả người. Gương mặt bình thường của cô ấy đã hóa thành một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, thân hình thì càng không thể chê vào đâu được, không hề thua kém bất kỳ người đẹp nào mà anh quen biết. Nhìn thấy dáng vẻ của Lạc Ngưng Đan, Tam Phu Nhân cả kinh, "Lạc Ngưng Đan, cô." Lạc Ngưng Đan nhìn bà ta hỏi, "Tam Phu Nhân, có chuyện gì mà bà nhất quyết đòi gặp tôi?" Tam Phu Nhân ngẩn ra, sau đó cười nói, "Muốn mời Lạc Đan sư luyện chế đan dược giúp tôi." Lạc Ngưng Đan cười khẩy, "Thế sao? Lẽ nào không phải bà bị kẻ khác sai khiến tới đây để lấy dấu ấn sinh mệnh của tôi à?" Sắc mặt của Tam Phu Nhân thay đổi kịch liệt, "Sao Lạc Đan sư lại nói như vậy chứ?" Lạc Ngưng Đan thản nhiên nói, "Bà đi được rồi, tôi không so đo với bà." Tam Phu Nhân nhìn chằm chằm Ngô Bình một cái rồi quay người rời đi. Bấy giờ Lạc Ngưng Đan khom người hành lễ thật sâu với Ngô Bình, "Thái Hoa, cảm tạ ơn cứu giúp của cậu Ngô." Ngô Bình cười nói, "Không cần khách sáo, tên của cô là Thái Hoa à?" Lạc Ngưng Đan cười nói, "Thái Hoa là đạo hiệu của tôi, người ta gọi tôi là Thái Hoa Đạo Tôn." Ngô Bình giật cả mình, "Đạo Tôn đấy. Đạo Tôn là cảnh giới trên đạo tổ, huyền diệu không tả xiết. Thân là Đạo Tôn sẽ không chịu giới hạn của khuyên giới cũng không thể giới hạn nổi bọn họ." Anh vội định bái chào, Thái Hoa cười nói, "Cậu không cần phải vậy, tôi trùng sinh sống lại cuộc đời mới,
đã không còn là Thái Hoa Đại Tôn năm xưa nữa rồi, sau này cậu cứ gọi tôi là Lạc Ngưng Đan được rồi. Ngô Bình hỏi, vậy Lạc Đan Sư đã khôi phục được tu vi chưa? Lạc Ngưng Đan, dấu ấn sinh mệnh của tôi chỉ giúp tôi khôi phục được đến cảnh giới đạo tổ, muốn trở về đạo tôn cần phải cực khổ tu luyện thêm một thời gian nữa. Ngô Bình cảm thán, vậy cũng đã rất lợi hại rồi, chắc đại đạo của Lạc Đan Sư là hoàn chỉnh nhỉ? Thái Hoa, đương nhiên rồi. Hai mắt Ngô Bình sáng hẳn lên, Lạc Đan Sư, cô có thể đưa tôi tới những thế giới bên ngoài khuyên giới được không? Lạc Ngưng Đan nhìn anh, cậu muốn lĩnh ngộ đại đạo hoàn chỉnh à? Ngô Bình gật đầu, đến lúc cần, tôi muốn đi lĩnh ngộ đại đạo hoàn chỉnh. Lạc Ngưng Đan, được, nhưng tôi cần thời gian hồi phục tu vi. Ngô Bình cười nói, không sao, tôi có thể đợi. Lạc Ngưng Đan, tạm thời đừng nói cho người ngoài biết chuyện của tôi, nếu có người hỏi thì cậu cứ nói kiếp trước tôi là một vị chân tiên, bây giờ mới hồi phục được tu vi thần tiên thôi. Ngô Bình gật đầu, tôi hiểu. Lạc Ngưng Đan cười nói, kiếp trước tôi đã sưu tập và luyện chế ra khá nhiều đồ, hôm nay tặng cậu một ít. Cô ấy lấy ra hai lá bùa đều ở trạng thái năng lượng, một lá màu vàng kim, một lá màu tím. Đây là bùa thần đại tịch diệt và bùa đại thiên độn tôi luyện khi ở cảnh giới đạo tôn. Bùa thần đại tịch diệt này dùng để chém giết đối thủ, có thể giấu trong nguyên thần của cậu và có 3 lần thi triển thuật đại tịch diệt. Bùa đại thiên độn có thể sử dụng được 9 lần, cũng giấu được trong nguyên thần. Lúc sử dụng, cậu sẽ được di chuyển đến một không gian tuyệt đối an toàn. Nơi đó không nằm trong khuyên giới, là một địa điểm cực tốt để tu hành trong vũ trụ, là nơi năm xưa tôi chuẩn bị để ẩn nấp. Ở nơi đó, cậu muốn ở lại bao lâu cũng được, hơn nữa lúc nào cũng có thể trở về. Ngô Bình sáng rỡ cả hai mắt, đồ tốt, cảm ơn cô. Lạc Ngưng Đan lại lấy ra hai chiếc bình, trong chiếc bình màu xanh có một viên đạo quân đan, năm xưa tôi đã tốn rất nhiều thời gian để luyện chế ra, dùng viên đan dược này, người bình thường có thể tăng tu vi lên Đại La Kim Tiên. Ngô Bình cả kinh, có loại đan dược thần kỳ đến thế này sao, lợi hại. Lạc Ngưng Đan, trong chiếc bình màu trắng có một viên bất tử kim đan, dùng đan dược này có thể chống lại được tất cả mọi tổn thương, bất tử bất diệt, có thể kéo dài trong khoảng 3 canh giờ. Thế nên cậu phải thận trọng khi dùng đan dược này, khi dùng phải canh chuẩn thời gian. Ngô Bình, quá quý giá rồi. Long Nguyên Đan, so với việc cậu cứu tôi một mạng, những thứ này có đáng là gì đâu. Sau này, cậu cần gì cứ tìm tôi. Ngô Bình cười nói, cảm ơn Lạc Đan Sư. Lạc Ngưng Đan, gọi Lạc Đan Sư xa cách quá, gọi chị Lạc đi. Ngô Bình chớp mắt, vâng, chị Lạc. Lạc Ngưng Đan, nếu chị đoán không nhầm thì lần này cậu tới là vì thiên vực đúng không? Ngô Bình gật đầu, đúng vậy chị, trong thiên vực là nơi truyền thừa văn minh kỷ nguyên, em rất có hứng thú với nơi đó. Lạc Ngưng Đan, thần tộc và yêu tộc cũng có lối vào thiên vực này. Thế nên một khi cậu vào bên trong thì có nghĩa là sẽ gặp mặt những cường giả của thần tộc và yêu tộc. Ngô Bình chấn động, có giới hạn tu vi của tu sĩ vào thiên vực không ạ? Long Nguyên Đan, thật ra không có. Nhưng thiên vực có áp chế đối với những tu sĩ có tu vi cao, đặc biệt là người đã lĩnh ngộ đại đạo, thế nên bình thường sẽ không phái cao thủ vào đó. Người vào trong đó đa phần là địa tiên, có một ít thiên tiên. Ngô Bình, em không sợ bọn họ. Đụng độ nhau, ai ăn hiếp ai còn chưa biết. Lạc Ngưng Đan cười nói, em trai, chị cũng nhìn ra được tố chất của cậu phi thường, hình như đã là thể chất thái cổ chân nhân rồi phải không? Ngô Bình, chị thật tinh mắt, với tu vi của em, dù gặp đạo quân cũng có thể đấu một trận. Lạc Ngưng Đan cảm thán, giỏi quá, cậu thật sự là thiên kiêu từng bước luyện cảnh giới địa tiên lên đến đỉnh cao. Thật ra cảnh giới địa tiên này thích hợp cho chân nhân tu luyện, cậu có thể tiếp tục luyện. Sau đó hai người bàn về đan đạo, Ngô Bình học hỏi được rất nhiều. Cuộc nói chuyện kéo dài đến cả ngày. Ở vườn đan Thanh Minh 2 ngày, Ngô Bình chào Lạc Ngưng Đan ra về. Còn 2 ngày nữa là đến ngày thiên vực mở ra, anh muốn tranh thủ thời gian tu luyện nâng cao tu vi. Anh tiếp tục tu luyện bất tử kinh, cảnh giới sau thiên mệnh là luyện hóa sao trời. Tầng này là phóng sức mạnh của mình vào các ngôi sao trên trời, nhờ đó hấp thu sức mạnh to lớn của vũ trụ,
cảm ngộ điều huyền bí của vũ trụ. Muốn làm được như vậy đương nhiên là khó càng thêm khó. Đầu tiên phải nhận lấy hình chiếu sao trời, hình chiếu càng nhiều, hiệu quả càng tốt. Nếu anh có thể chịu tải được một mảng tinh hà thì có nghĩa là anh đã có sức mạnh của mảng tinh hà đó. Trước đây Ngô Bình đã luyện hóa sức mạnh tinh hà, đồng thời luyện hết vào kiếm hoàn, anh còn có một chuỗi ngọc tên tinh lạc, được luyện thành từ 108 vì sao. Bên cạnh đó, thật ra quá trình luyện hóa sao trời và ý nghĩa thiên tượng không khác gì nhau, hai cái đều mượn ngoại lực, học tập ngoại vật. Ngô Bình sở hữu ý nghĩa thiên tượng nên rất dễ để làm tất cả những thứ này. Ngô Bình lấy chuỗi tinh lạc ra, 108 tinh hạch xoay vòng xung quanh anh, sau đó những tinh hạch này đều đồng loạt nổ tung, hóa thành sức mạnh sao trời hòa vào trong cơ thể anh. Sau đó, anh nhờ sức mạnh sao trời mạnh mẽ này để liên kết với những vì sao trên 9 tầng mây. Quá trình liên kết thật ra chính là lợi dụng thần niệm để dung hợp với tinh lực, sau đó bắn lên các vì sao. Nếu không có sức mạnh sao trời, thần niệm của anh một khi tới gần các vì sao sẽ bị bài xích. Có sức mạnh sao trời, tất cả đều thuận lợi hơn nhiều. Rất nhanh, anh dùng thủ đoạn trong ý nghĩa thiên tượng để luyện hóa vì sao đầu tiên. Sau khi luyện hóa vài vì sao thì anh đã có kinh nghiệm phong thú, bắt đầu liên kết với mấy chục vì sao một lần. Thời gian trôi qua nhanh như chớp, trong 2 ngày Ngô Bình đã luyện hóa được 3.000 vì sao. 3.000 vì sao giống như hóa thân của anh, nằm trên 9 tầng mây, hấp thu những loại sức mạnh khác nhau. Cùng lúc đó, 3.000 vì sao cũng có hình chiếu trong động thiên của anh, chúng nó giống như những vì sao thật vậy, tỏa ra tinh lực. Không còn thời gian để tu luyện nữa, vì đây là lúc thích hợp nhất để vào thiên vực. Tiêu Thái Tôn và 8 vị tông chủ đều đã tới, bọn họ muốn tiễn Ngô Bình vào thiên vực. Trước khi đi, Tiêu Thái Tôn nói, Huyền Bình, lần này vào trong đó sẽ nguy hiểm, con nhất định phải bảo vệ bản thân an toàn, có thu hoạch được gì hay không chỉ là thứ yếu. Ngô Bình, Sư Tôn, con hiểu rồi ạ. Hoàng Hậu Hiền, tông chủ, mọi chuyện đều phải lấy cẩn thận làm đầu. Nghe nói trong đó sẽ có thiên kiêu của thần tộc và yêu tộc xuất hiện, gặp bọn họ, tránh được thì tránh đi. Triệu Thanh Dương, còn nữa, mấy ngày nay Ngụy thị thăm dò tình hình của tông chủ khá nhiều, tôi nghi nhà họ Ngụy sẽ gây khó dễ cho tông chủ, nhất định phải cẩn thận. Đặc biệt là tên Ngụy vô thượng kia, lần này hắn cũng sẽ vào thiên vực. Ngô Bình, tôi biết rồi. Đúng rồi, nếu mọi người cần đan dược thì cứ tới tìm Lạc Ngưng Đan, bây giờ chị ấy là chị tôi, cứ nói là tôi bảo mọi người tới. Mọi người vui mừng, trước nay Lạc Đan Sư luôn lạnh lùng, mối quan hệ giữa tông chủ và cô ấy tốt như vậy thì chúng tôi có thể thoải mái tới xin đan dược rồi. Ngô Bình, nhưng cũng đừng quá đáng nhé, chỉ xin những đan dược có độ khó cao, những đan dược bình thường thì đừng làm phiền chị ấy. Rõ, 8 vị tông chủ đều đồng thanh đáp. Ngô Bình, lúc tôi không có ở đây, nhờ mọi người chăm sóc Tử Phi, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Tiêu Thái Tôn, Huyền Bình, còn yên tâm đi, trừ phi bọn ta đều chết cả, nếu không thì không một ai có thể làm hại được Tử Phi. Sau khi dặn dò thỏa đáng, Ngô Bình tới lối ra vào thiên vực, trước một cánh cửa sáng khổng lồ, anh nhoáng người nhảy vào. Nhìn anh vào trong cánh cửa sáng, Tiêu Thái Tôn khẽ nói, thật ra tôi không hề muốn nó đi, quá nguy hiểm. Tông chủ của Lôi Tông Chu Tử Phong nói, tông chủ có vận khí lớn, nhất định sẽ có thu hoạch trở về, chúng ta không cần quá lo lắng. Viêm Liệt, đúng vậy, có thể luyện hóa được bàn bát quái tiên thiên, việc này đã là dấu hiệu của vận khí lớn rồi. Tiêu Thái Tôn, đợi Huyền Bình quay về, mọi người hãy suy nghĩ đến việc thành lập bát quái tông. Nếu bát quái tông được thành lập thì cục diện của thiên đạo môn sẽ thay đổi. Mấy người bọn họ biết rõ một khi thành lập bát quái tông thì nó sẽ trở thành thế lực đứng đầu thiên đạo môn. Đương nhiên, tiền đề là tông chủ của bọn họ phải đủ mạnh mẽ. Lại nói về Ngô Bình vào thiên vực, trước mắt lóe sáng, sau đó hai chân đáp đất, anh phát hiện mình đang ở một lục địa hoang vu cổ xưa. Ở trong này, anh phát hiện nơi này có một trật tự đặc biệt. Trật tự này cực kỳ bài xích trật tự của anh khiến anh cảm nhận được áp lực. Đúng lúc này, lại có vài người nữa đáp từ trên trời xuống gần đó. Mấy người này tò mò nhìn quanh, sau đó chú ý thấy Ngô Bình. Đương nhiên đám người này đều biết Ngô Bình,
vị thiên tài đứng đầu trong lớp người mới vô cùng nổi tiếng. Nhìn thấy Ngô Bình, mấy người nhìn nhau, bọn họ không phải là đệ tử lâu năm ở thiên đạo môn thì cũng là thiên tài ở những nơi khác, thế nên không xem Ngô Bình ra gì. Dù sao bọn họ cũng không biết người đứng trước mặt mình đã luyện hóa được bàn bát quái tiên thiên mà. Cậu, lại đây. Một nam đệ tử của thiên đạo môn ngoắc tay với anh. Ngô Bình, anh gọi tôi à? Đệ tử kia trợn mắt lên, đúng thế, gọi cậu đấy, mau lăn qua đây. Ngô Bình cười khẩy, bước một bước, điện quang lóe sáng, anh đã tới trước mặt người kia. Người này hoảng hốt, bất giác lùi về sau. Ngô Bình, anh gọi tôi à? Nam đệ tử kia nuốt nước bọt, nói, đúng, gọi cậu đấy. Có biết vị đứng bên cạnh tôi là ai không? Hắn chỉ vào một chàng trai mặc đồ vàng đứng bên cạnh, lớn giọng hỏi. Bụp! Ngô Bình đấm một cú vào mặt hắn, máu tuôn ròng ròng, nắm đấm của Ngô Bình lún vào mặt đối phương, mắt trái của hắn bị đấm nát, một nửa con mắt phải thì lòi ra ngoài, răng rụng hết, trông rất ghê rợn. Nhưng hắn có tu vi địa tiên bất tử, nắm đấm này không đấm chết hắn, chỉ khiến hắn ngất đi, đổ ầm xuống đất. Ngô Bình lau nắm tay, mọi người đều là đồng môn nên tôi không đánh chết anh. Những người còn lại đều hít vào một hơi khí lạnh, người này mạnh quá. Ngô Bình nhìn chàng trai áo vàng, cười hỏi anh là ai? Chàng trai áo vàng vốn định kiêu căng ra vẻ, nhưng lúc nhìn thấy Ngô Bình một quyền đấm ngất bạn đồng hành có cảnh giới không thua gì mình thì lập tức nhún nhường, cười nịnh, sư huynh, tôi là tu sĩ ở Doanh Châu, tên Hoàng Nhiên ạ. Ngô Bình ừ một tiếng, thì ra là người của Doanh Châu. Tôi nghe nói Doanh Châu mấy người là thế lực mạnh nhất ở khu vực đó, nói là có hàng triệu đệ tử đúng không? Hoàng Nhiên vội đáp, sư huynh, đúng là Doanh Châu mạnh nhất ở khu vực đó, so với Thiên Tinh Môn và nước Hoa, Doanh Châu được Doanh Hoàng trị vì. Doanh Hoàng thành lập các loại học viện tiên đạo, khiến bách tính đều có cơ hội vào viện tu luyện. Ngô Bình thấy khá bất ngờ, ồ, thế chẳng phải cũng tương đương như thi cử sao? Hoàng Nhiên, đúng vậy. Nên những người có tố chất tốt đều sẽ có tương lai khá tươi sáng. Ngô Bình, vừa hay, anh nói cho tôi nghe xem học viện của Doanh Châu phân bố như thế nào đi. Hoàng Nhiên này ngoan ngoãn trả lời, anh ta nói học viện tiên đạo ở Doanh Châu chia làm 4 cấp, học viện cấp huyện, học viện cấp phủ, học viện trung tâm và học viện hoàng gia. Tu sĩ ở học viện cấp huyện sẽ có thể tham gia thi vào học viện cấp phủ, thi đỗ thì được vào học viện cấp phủ. Tương tự như vậy tu sĩ ở học viện cấp phủ có thể tham gia thi cử để vào học viện trung tâm, thi đỗ thì sẽ trở thành tu sĩ của học viện trung tâm. Đương nhiên, mục tiêu cuối cùng của tất cả các tu sĩ là vào học viện hoàng gia. Tài nguyên ở học viện hoàng gia là nhiều nhất, truyền thừa thì càng là đỉnh của đỉnh. Hỏi vài câu, Ngô Bình phất tay cho bọn họ đi, đám người này như chút được gánh nặng, vội vã đi ngay. Anh thử độn hành trong thiên vực nhưng phát hiện không thể kích hoạt pháp lực được. Nhưng cũng không sao, thể chất của anh mạnh mẽ, sức lực dẻo dai, khẽ nhún người một cái đã bay cao đến vài trăm mét, sau đó trượt trên không vài nghìn mét, tốc độ không hề chậm hơn tốc độ phi độn. Mấy người Hoàng Nhiên vừa chạy tới đã thấy một bóng người bay lên trời như hỏa tiễn. Đám người đều nhìn tới ngây ngốc, Hoàng Nhiên nói, thằng ngốc kia lại dám chọc giận quái thai nghịch thiên cỡ này, đánh chết cũng đáng. Địch, suýt chút hại ông đây rồi. Ngô Bình rơi trên mặt đất bị anh đập thành một cái hố lớn, bụi bay mù mịt. Anh phát hiện mặt đất xung quanh đây đều phủ một lớp cát đủ màu sắc, trông lung linh tuyệt đẹp. Anh thả chuột tìm báu vật ra, rõ ràng nó không mấy thích ứng với môi trường ở đây, không có chút tinh thần nào cả. Ngô Bình, ngửi kỹ đi, gần đây có báu vật nào không? Tiểu Bảo hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, sau đó rụt đầu vào, rõ ràng gần đây không có thứ gì tốt. Ngô Bình thở dài, tiếp tục đi thôi. Anh liên tiếp phi độn, chẳng mấy chốc đã đi xa trăm dặm, chuột tìm báu vật bóng kêu chít chít, cái đầu nhỏ lại thò ra. Nó khịt mũi ngửi rồi chỉ về phía bên trái. Ngô Bình đi về phía bên trái một đoạn, nhìn thấy một lư hương khổng lồ, cao đến vài chục mét, một bên đã bị chôn dưới đất. Không biết lư hương này được làm từ chất liệu gì, trên bề mặt bị phủ một lớp bụi, nhìn từ xa cứ như một tảng nham thạch.
nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra nó là một cái lư hương. Lư hương to thế, Ngô Bình chép miệng thấy lạ, anh thổi một cái, một luồng gió quét qua thổi bay lớp bụi đóng trên lư hương, lộ ra phù văn huyền diệu bên dưới. Anh đá vào lư hương một cái thì nghe đinh một tiếng, món đầu khổng lồ này bay lên trời, sau đó vững vàng đáp xuống đất. Đây là một chiếc lư hương ba chân, bên trên có hai tai, tổng thể có màu giấy chép kinh Phật, tỏa ra ánh sáng khiến người ta rất dễ chịu. Đồ tốt, nhưng mà lư hương to thế này, thì hương nào cắm vừa, anh lắc đầu, chuẩn bị vứt món đồ này vào động thiên. Lúc anh dùng thần niệm cố định lư hương thì cảm giác lư hương đang phản kháng, một luồng thông tin truyền ra. Ồ, lư hương này có linh trí sao, vậy là anh thử giao tiếp với nó. Chẳng mấy chốc, anh đã biết công dụng của lư hương này là gì. Lư hương này là một món pháp bảo, chỉ cần đốt một nén hương rồi ước nguyện với nó. Người ước nguyện có thể thế chấp thành tựu trong tương lai của mình để đổi lấy nguyện vọng hôm nay. Dùng tương lai để đổi lấy hiện tại sao? Thú vị! Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, lư hương, mày biến nhỏ lại đi. Lư hương bỗng chốc hóa nhỏ như cái lư hương bình thường. Ngô Bình đổ một ít cát vào lư hương rồi thắp một nén nhang, cười nói, lư hương, tao muốn hút một bao thuốc. Dứt lời, anh cảm thấy một luồng năng lượng huyền diệu đang quét trên người mình. Sau đó trước mặt anh lơ lửng một bao thuốc, đúng là loại thuốc trong ký ức của anh, bao thuốc mềm mà hồi đại học anh hay hút. Dùng tương lai để đổi lấy hiện tại, tương lai càng hùng mạnh thì thứ đổi được càng nhiều. Nhưng không thể dựa dẫm vào bàng môn tả đạo được. Nói xong anh cất lư hương đi rồi tiếp tục tìm bảo vật. Thiên dực vô cùng rộng lớn, anh đi nửa ngày trời mà chẳng gặp được bóng ma nào, xem ra người vào thiên vực đã chia nhau mỗi người mỗi hướng, rất khó gặp mặt nhau. Không biết đã đi được bao lâu, chuột tìm báu vật bỗng run lên cầm cập. Ngô Bình thấy kỳ lạ, bèn hỏi, tiểu bảo, mày sao đấy? Móng vuốt của chuột tìm báu vật chỉ về phía bên trái, Ngô Bình lập tức qua đá. Đi được mấy trăm dặm mới nhìn thấy một ngọn núi lớn ở phía xa xa. Trên núi cây cối và hoa cỏ tùm khiến thiên vực đơn điệu như có sức sống hơn. Anh cười nói, một ngọn núi, hình như trên núi có cây ăn quả, chúng ta tới hái trái cây ăn thôi. Bước vài bước, anh thấy không đúng, hình như đây không phải là một ngọn núi, mà là xác của một con thú khổng lồ. Thứ gì vậy, anh kinh ngạc hô lên. Con cự thú dài mấy nghìn dặm. Không biết nó đã tồn tại ở đây bao nhiêu lâu rồi, bề ngoài của nó là một lớp đất dày trùng trục, bên trên phủ đầy thực vật. Anh cảm thán, thân xác không bị phân hủy qua đại kiếp kỷ nguyên, thực lực của con cự thú này quả thật rất khủng bố. Nhưng nó cũng đã chết rồi. Anh chạy nhanh lên núi, vừa lên núi đã cảm nhận được một luồng linh khí nhàn nhạt, càng lên cao thì linh khí càng đậm. Đi được một đoạn, anh nhìn thấy một cái cây khổng lồ cao gần nghìn mét. Cành lá tùm. Cái cây khổng lồ này kết ra một loại quả khổng lồ, trông giống quả óc chó nhưng vỏ lại màu xanh non. Lên trên cây, chuột tìm báu vật căng thẳng đến nỗi người cứng ngắc, không dám cử động, thậm chí còn tè luôn trong bị áo Ngô Bình. Sắc mặt Ngô Bình nghiêm trọng hẳn, khiến chuột tìm báu vật sợ đến mức này thì quả trái cây này chắc chắn có vấn đề. Anh bay lên không, đứng trên một cành cây, nhìn thẳng quả khổng lồ kia. Đường kính của quả dài 3 mét, ngoài vỏ có phù văn kỳ diệu. Sau đó anh dùng khả năng nhìn thấu vạn vật xem bên trong nó có gì. Anh thấy một thứ có hình người đang ngồi xếp bằng bên trong quả, đôi người màu tím đang nhìn chằm chằm anh xuyên qua lớp vỏ quả. Ngô Bình giật cả mình, nhưng anh không di chuyển ánh mắt đi nơi khác, nhìn thẳng lại sinh vật bên trong vỏ quả. Anh không sợ đối phương, vì anh phát hiện quả này vẫn chưa trưởng thành. Anh đi tới trước quả, giơ tay vỗ một cái, này, mày ở trong đó buồn không, cần tao tách vỏ cứu mày ra không? Sinh linh hình người bên trong đó nhìn chằm chằm anh, lập tức truyền thần niệm, rời khỏi nơi này, nếu không tao không khách sáo với mày đâu. Bốp! Ngô Bình đá vào quả khiến nó đung đưa kịch liệt. Sinh linh trong quả hơi tức giận, khốn kiếp, đợi tao ra ngoài nhất định sẽ giết chết mày. Ngô Bình cười khẩy, giết tao. Được, ra đây trước rồi tính. Sinh linh đó dường như đang hờn dỗi, một lúc lâu sau mới nói, đi mau đi, tao không muốn nhìn thấy mày.
Ngô Bình, nơi này cũng đâu phải nhà mày, mày bảo tao đi thì tao phải đi à? Sinh linh kia tức giận nói, cút. Ngô Bình tức giận, vùng tay đánh một đạo sấm sét vào quả, khiến trái cây kia bị nổ ra một cái lỗ, thịt quả văng ra ngoài. Sinh linh kia sửng sốt, sau đó nó nhìn chằm chằm Ngô Bình, như muốn dùng ánh mắt giết chết anh vậy. Ngô Bình lấy dao cắt một miếng trái cây, khá giống với mùi vị của quả lê, ngon không kém quả bàn đào. Không ngờ nha, cũng ngon lắm, hai mắt anh sáng rỡ, vội lấy ra một cái hộp, cắt một ít cất lại để dành cho Đỉnh Nhi và Khả Nhi ăn. Sinh linh bên trong vỏ quả đã nổi điên, chỉ trỏ về phía Ngô Bình, chắc là đang chửi anh. Nhưng tiếc là Ngô Bình từ chối nhận tin từ nó, thế nên hoàn toàn không nghe thấy nó đang mắng cái gì. Ăn trái cây, anh lại lấy thêm một vài món ăn vặt để ăn kèm, còn không quên đút cho chuột tìm báu vật vài miếng. Cuối cùng, sinh linh trong quả cũng mệt, nó bất lực nhìn Ngô Bình, sau đó hai tay ôm quyền như đang hành lễ. Ngô Bình, mày có chuyện gì không? Sinh linh này nói, anh bạn, vừa nãy là ta lỡ lời xúc phạm, mong anh tha lỗi. Ngô Bình, tao không tha lỗi, tao chỉ muốn ăn cái quả này thôi. Sinh linh kia lại nổi giận, nhịn không được quát lên, nó là một phần cơ thể của tao, mày lại muốn ăn nó, mày thật to gan. Ngô Bình, cảm ơn đã khen, từ nhỏ mẹ tao đã nói tao to gan rồi. Sinh linh sững người, nó là sinh mệnh có trí thông minh cực cao, lập tức biết cách làm này không có hiệu quả với Ngô Bình, bèn đổi cách khác. Anh bạn, thật ra tôi không có ác ý gì với anh. Ngô Bình tiếp tục ăn quả, nói nghe xem, mày là thứ gì, sao lại ở bên trong quả? Sinh linh nói, tôi tới từ một kỷ nguyên khác. Dùng bí thuật tu luyện ra một cơ thể mạnh mẽ để chống lại đại kiếp kỷ nguyên. Ngô Bình, thế nên mày dùng thứ này để chứa thể xác sinh mệnh, đợi đại kiếp kỷ nguyên qua đi, thì mày sẽ nhờ sức mạnh của thứ này để trùng sinh, đúng không? Sinh linh này vội nói, đúng vậy, anh đoán đúng rồi. Ngô Bình, mày tới từ kỷ nguyên nào vậy? Sinh linh này nói, kỷ nguyên Xích Minh. Ngô Bình hơi kích động. Có phải Xích Minh bản nguyên kinh của điện Xích Minh mà mình tu luyện cũng tới từ kỷ nguyên này? Anh cười nói, chắc kỷ nguyên Xích Minh đã sinh ra rất nhiều cường giả nhỉ. Sinh linh nói, đúng vậy, tôi là một trong những tồn tại mạnh nhất. Ngô Bình, cách đối phó với đại kiếp kỷ nguyên của mày khá đấy, chỉ là thời gian hơi dài. Sinh linh nói, không sai, tôi muốn ra khỏi vỏ quả này còn phải đợi mấy trăm năm nữa. Ngô Bình, vậy mày cứ từ từ tu luyện đi. Sinh linh nói, anh bạn, tôi xin lỗi vì sự mạo phạm lúc nãy. Để tỏ ý xin lỗi, tôi có thể tặng anh một phần sức mạnh. Ngô Bình chớp mắt, ồ, tặng tao sao? Sinh linh gật đầu, đúng vậy, tặng anh. Ngô Bình, tặng thế nào? Sinh linh, tôi có thể khiến cây kết ra thêm một quả nữa, anh vào trong quả thì đương nhiên sẽ có sức mạnh ngấm vào cơ thể anh. Như vậy thì anh sẽ có thể có được sức mạnh của tôi rồi. Ngô Bình, mày tốt bụng vậy à? Sinh linh, ở thế giới này tôi không có bạn bè hay một ai đồng hành cả, nếu có thể kết bạn với anh, những thứ tôi bỏ ra đều xứng đáng. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, vậy được. Lúc này, trên cây quả nhiên nở ra một bông hoa khổng lồ, hoa tàn thì xuất hiện một quả trái cây khổng lồ. Hơn nữa, quả này nứt đôi. Một mùi hương lạ từ bên trong tỏa ra, hít vào một hơi thì toàn thân thấy thoải mái. Quả này rất to, Ngô Bình nhảy luôn vào trong, sau đó quả lập tức liền lại như chưa từng nứt, bao bọc lấy anh. Ha ha ha! Bỗng nhiên, giọng cười nhạo của sinh linh kia vang lên trong đầu anh. Sắc mặt Ngô Bình không thay đổi, mày cười gì? Thì, cười mày ngốc, mày chui vào trong quả thì chính là món ăn trên đĩa của tao rồi. Ngô Bình rất bình tĩnh hỏi, mày muốn ăn tao à? Đúng vậy, tu hành ở thế giới này thì buộc phải hấp thu năng lượng của thế giới này, mày là một lựa chọn rất khá. Lúc này, Ngô Bình cảm thấy có vô số đường ống nhỏ đâm vào kinh lạc và linh khiếu, thần khiếu của anh, thậm chí còn đâm vào cả dương thần nữa, sau đó một luồng năng lượng dồi dào truyền vào. Sinh linh kia nói, đây là sức mạnh của kỷ nguyên Xích Minh, nó sẽ dung hòa cơ thể của mày. Biến mày thành năng lượng, sau cùng trở thành chất dinh dưỡng cho tao.
Ngô Bình, chẳng phải mày nói muốn làm bạn với tao à? Thế này là cách đối đãi với bạn của mày đấy à? Sinh Linh tức giận, sinh mệnh hèn mọn, sao tao làm bạn với mày được? Mày có xứng không? Chết đi, trở thành dinh dưỡng của tao là vinh hạnh của mày. Năng lượng tràn vào cơ thể của Ngô Bình thấy rất khó chịu. Nhưng anh không hoảng loạn, kích hoạt đại trận xích minh bản nguyên, luồng năng lượng khác biệt kia bị nó hấp thu hết. Luồng năng lượng này vốn tới từ kỷ nguyên xích minh, là nguồn cung cấp năng lượng thích hợp nhất cho đại trận xích minh bản nguyên. Bỗng chốc, đại trận xoay chuyển điên cuồng, hấp thu năng lượng từ bên ngoài vào, sau đó chuyển hóa thành sức mạnh bản nguyên. Năng lượng quá dồi dào, trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, tầng thứ nhất xích minh bản nguyên kinh của anh đã đạt đến viên mãn. Anh thầm mừng nhưng vừa tỏ vẻ đau khổ, này, tao cảm thấy mình sắp chết rồi, có thể tha cho tao một con đường sống không? Tao đảm bảo sẽ không nói chuyện của mày cho ai biết đâu. Sinh Linh kia cười khẩy, bây giờ mày xin tha đã muộn rồi, tao tuyệt đối không tha cho mày đâu. Ngô Bình lại giả vờ kêu lên thảm thiết, sau đó không nói gì nữa, vì anh muốn nhân cơ hội luyện tầng thứ hai xích minh kinh. Xích minh bản nguyên kinh có 10 tầng, tầng thứ nhất tu luyện sức mạnh bản nguyên, tầng thứ hai là phải lấp đầy năng lượng bản nguyên này vào mỗi một tế bào trong cơ thể và dương thần. Một lượng lớn sức mạnh bản nguyên vào trong cơ thể anh, mỗi một tế bào đều tham lam hấp thụ loại sức mạnh này, đồng thời xảy ra biến hóa kỳ lạ. Mỗi một tế bào hóa thành một thời không nhỏ, được gọi là thời không bản nguyên, như thế nó có thể lưu trữ được nhiều sức mạnh bản nguyên hơn. Ngô Bình không ngừng hấp thu sức mạnh từ kỷ nguyên xích minh, sau đó chuyển hóa rồi tích trữ trong cơ thể và dương thần. Hai ngày trôi qua, cuối cùng sinh linh kia đã cảm thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng đã hấp thu nhiều sức mạnh như vậy, sao Ngô Bình vẫn còn đang hấp thu? May là nó không nghe Ngô Bình có động tĩnh gì, tưởng rằng anh đã bị năng lượng đồng hóa nên không nghĩ nhiều thêm. Lại qua thêm một ngày, mỗi tế bào của Ngô Bình, bao gồm cả dương thần của anh đều hấp thu đủ lượng sức mạnh bản nguyên. Sinh linh kia rốt cuộc đã cảm nhận ra được, nó tức giận nói chuyện gì vậy? Sao mày vẫn chưa bị đồng hóa? Một đạo kiếm quang bỗng chém phá vỏ quả, Ngô Bình bước từ trong ra, anh nhếch miệng cười, này, tao không chết, bất ngờ chưa? Sinh linh trong vỏ qua cả kinh, không thể nào. Sức mạnh xích minh không phải là thứ mày có thể chịu đựng được, mày phải chết từ lâu rồi mới đúng. Ngô Bình thờ ơ nói, xin lỗi nhé, tao không chết, ngược lại còn hấp thu được kha khá năng lượng. Sức mạnh xích minh là loại năng lượng cao cấp nhất mà tao từng gặp, cảm ơn nhé. Sinh linh kia hoảng hốt, thế mà mày lại có thể hấp thu được sức mạnh xích minh, mày là ai? Ngô Bình vung một kiếm bổ đôi vỏ quả, bên trong là một con quái vật lông dài màu xanh, giống người mà không phải người, dáng người rất to lớn. Vừa gặp ánh sáng, khí tức của thế giới bên ngoài ập vào cơ thể nó, quái vật bỗng toàn thân cứng đờ, vẻ mặt đau khổ. Ngô Bình tỏ ra chán ghét, muốn tung kiếm chém chết hắn. Nhưng bỗng nghĩ đến Lư Hương có thể ước nguyện kia. Anh lấy Lư Hương ra hỏi, tao có thể dùng tương lai của nó để ước nguyện không? Lư Hương truyền tin cho thấy rằng chỉ có thể dùng tương lai của mình để ước nguyện. Nhưng nó thì có thể. Ngô Bình suy nghĩ rồi lấy lò luyện minh thần ra, vứt con quái vật này vào trong đó luôn. Bỗng chốc, lò luyện minh thần bị một ngọn lửa sáng bao trùm, nhưng một lúc lâu sau vẫn không có thứ gì được phun ra. Anh cũng lười quan tâm, vứt lò luyện minh thần vào động thiên, anh thì nằm trong vỏ quả, sau đó đóng vỏ quả lại. Lực sinh mệnh của loại quả này rất mạnh, vừa khép lại thì đã nối liền với nhau như chưa hề bị bổ. Cùng lúc đó, vô số sợi tơ liên kết với thần kinh và huyết quản, kinh lạc linh khiếu, dẫn dắt nhiều loại năng lượng khác với trước đây vào trong cơ thể anh. Những năng lượng này vô cùng thần kỳ, có loại có thể cường hóa xương cốt. Có loại khiến cho thần kinh tốt hơn, có loại nâng cao phẩm chất của huyết dịch, có loại khiến cho bắp cơ mạnh mẽ hơn, v.v. mỗi loại mỗi công dụng. Anh bèn thoải mái nằm trong đây, đón nhận sự cải tạo từ những năng lượng thần kỳ. Cổ thần cơ nhảy ra, trên mình nó cũng đầy sợi tơ, cũng thu được rất nhiều lợi ích. Tốc độ hấp thu năng lượng của Ngô Bình quá nhanh, dù sao thực lực của anh cũng vượt xa sinh linh kia. Thế nên chưa đến 3 ngày sau, vỏ quả đã không còn cung cấp năng lượng nữa. Anh bèn phá vỏ quả ra ngoài.
Vừa ra ngoài anh đã giật cả mình, cả gốc đại thụ đã chết khô, không còn chút sức sống nào. Xem ra, những năng lượng còn lại của nó đã cho anh hết rồi. Anh huýt sáo, cảm giác trong cơ thể mình có nguồn sức mạnh dùng mãi không hết, khí thế mạnh mẽ toát ra ngoài, cơ thể tự động lơ lửng trên không. Đúng lúc này, anh cảm thấy phía trước có vài bóng người bay nhanh tới, chẳng mấy chốc ba người đã bay gần tới cây đại thụ. Lúc bọn họ nhìn thấy cây đại thụ đã chết khô thì sắc mặt của bọn họ đều khó coi. Trong mấy người này, Ngô Bình nhận ra được một người, chính là Ngụy Vô Thượng. Vẻ mặt Ngụy Vô Thượng khó coi, gã nhìn chằm chằm Ngô Bình hỏi, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Tốt nhất anh nên giải thích cho rõ đi. Ngô Bình nói, sao tôi phải nói rõ? Ngụy Vô Thượng lạnh giọng nói, Ngô Bình, đừng có mà không biết điều. Gốc cây này tiền bối của bọn tôi đã phát hiện ra từ trước rồi, nhưng vẫn luôn không hái quả kia xuống. Lần này bọn tôi tới đây chính là để xem tình hình của gốc cây này, mà anh lại đang ở đây, lẽ nào không cần phải giải thích à? Không giải thích, Ngô Bình thản nhiên nói xong thì định xuống núi. Kiêu ngạo, người đứng bên trái Ngụy Vô Thượng hừ lạnh, hắn bước tới một bước, sát khí tỏa ra quanh người như có thể cô đặc lại, bao trùm về phía Ngô Bình. Ngô Bình đứng lại, liếc mắt nhìn kẻ này, phát hiện tuổi hắn còn trẻ nhưng tu vi đã đạt đến đoạt thiên tiên tôn rồi, hơn nữa còn là đoạt thiên tầng 2. Sao, mấy người muốn cản đường tôi? Vẻ mặt của vị đoạt thiên tiên tôn kia lãnh khốc đúng, tao muốn nghiền nát xương của mày, móc mắt mày ra. Tao phải xem thử đến lúc đó mày còn có thể kiêu ngạo được nữa không? Nói rồi hắn tung trưởng về phía ngực Ngô Bình, dùng một quyền pháp rất cổ xưa. Trưởng của đối phương vừa đến, Ngô Bình đã nắm lấy cổ tay của hắn, khẽ xoay tròn, cánh tay kẻ này xoắn lại, sau đó cả người hắn xoay tròn, thịt xương chia tách. Bốp! Một bộ xương rơi xuống đất, trong tay Ngô Bình chỉ còn lại một bộ da người, cùng với vô số bắp thịt nội tạng dưới da. Anh dùng một loại thủ pháp tên tích cốt kình trong võ đạo, rũ một phát là tách được khung xương của đối phương ra luôn. Anh vứt bộ da người xuống đất. Nhìn Ngụy Vô Thượng mặt không chút huyết sắc nào, thờ ơ nói, đúng là oan gia ngõ hẹp. Ngụy Vô Thượng tức giận hỏi, anh biết người anh giết là ai không? Ngô Bình, không quan trọng. Ra tay, một người khác trầm giọng nói. Hắn và Ngụy Vô Thượng cùng lúc ra tay, một người cầm kiếm, một người cầm dao, cùng xông tới. Ngô Bình tung ra một trưởng ấn đánh vào thân người kia, kẻ kia kêu thảm. Cơ thể nổ tung tại chỗ, máu thịt tung tóe. Ngụy Vô Thượng đang xông lên nửa đường thì rơi xuống đất, gã ta hoảng sợ nhìn Ngô Bình, không thể, thực lực của anh không giống địa tiên. Đó là vì anh không có kiến thức. Anh đá một cước, trong không trung xuất hiện vô vàn dấu chân, đập hết lên người Ngụy Vô Thượng, mỗi một cú đạp đều để lại một dấu chân trên người gã ta. Ầm ầm ầm. Cơ thể Ngụy Vô Thượng nổ tung. Một đạo ánh sáng bay từ trong đó ra, lại hóa thành một Ngụy Vô Thượng khác. Gã ta không nói gì, kích hoạt một lá bùa tiên định chạy trốn. Ầm. Chớp mắt, xung quanh xuất hiện trường vực, Ngụy Vô Thượng ngã xuống đất, vẻ mặt đau khổ. Ngô Bình nhìn gã ta, anh lại ẩn nấp bên trong con rối, đúng là sợ chết. Nhưng thế thì đã sao, con rối cũng không cứu được anh. Dứt lời, anh chém một đạo kiếm quang về phía Ngụy Vô Thượng, kiếm quang thét gào, Ngụy Vô Thượng hóa thành một màn xương máu. Giết ba người, Ngô Bình phất áo đi tiếp. Sau đó, anh đã đi rất xa, chuột tìm báu vật cũng không thể phát hiện ra thêm báu vật nào. Đi mệt rồi, anh tìm một ngọn đồi, dùng kiếm quang đào ra một cái động, sau đó lấy giường ghế ra, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Anh pha trà, lấy nồi ra hầm thịt ăn. Anh dự trữ rất nhiều thịt, mùi vị cũng khá, anh lại biết cách hầm, cho thêm nhiều dược liệu, không chỉ ngon mà còn bổ nữa. Vừa hầm xong nồi thịt đầu tiên thì bỗng nhiên có một cái đầu sói thò từ ngoài cửa động vào, nó nhìn chằm chằm vào nồi thịt, nước dãi chảy ròng ròng. Ngô Bình bất giác phóng ra một đạo kiếm quang, con sói lớn kêu lên một tiếng, vội lùi ra sau. Một tiếng quát giận truyền tới, kẻ nào dám đánh bị thương vật cưỡi của tôi. Ngô Bình vội đi ra ngoài, nhìn thấy một con sói trắng bị thương đầy đầu, mắt trái bị mù do kiếm quang của anh đâm phải. Một gã trai tóc bạc,
lỗ tai nhọn nhọn, con mắt màu bạc, giữa hai hàng lông mày có rất nhiều vảy. Nhìn thấy người này, Ngô Bình liền biết đối phương là một bán thần, có huyết mạch của người và thần. Gã trai tóc bạc nhìn chằm chằm Ngô Bình, gằn giọng quỳ xuống. Ngô Bình nhướng mày, anh không coi chừng vật cưới của mình cho tốt, xông vào động của tôi nên tôi mới ra tay đánh lui nó. Gã trai tóc bạc hừ một tiếng, không quỳ thì chết đi. Trong mắt bán thần, con người cùng một cấp bậc với súc sinh, giết thì giết thôi, không cần nghĩ nhiều. Tay phải gã trỏ một cái, một tia sáng màu bạc đánh vào giữa trán Ngô Bình. Anh quay đầu đi thì tia sáng bạc cùng đuổi theo, vẫn nhắm vào giữa trán anh. Hết cách, anh bèn giơ tay ra nắm. Nắm tia sáng bạc trong tay, lòng bàn tay anh đau đớn, vội xuất kiếm quang ra. Thế là tia sáng bạc đấu với kiếm quang, nhưng chẳng mấy chốc đã bị kiếm quang của anh đánh nát. Gã trai tóc bạc nói, có chút bản lĩnh, nhưng cũng vô dụng thôi, trước thần thuật của thần tộc tao, tu sĩ nhân tộc chúng mày còn không bằng con sâu cái kiến. Đoạt mạng, hoan diệt trảm. 13 tia sáng bạc bay tới đan xen thành một tấm lưới sáng, khiến Ngô Bình không thể trốn tránh. Ngô Bình phóng ra chân hình đánh ra một chưởng lớn, nắm chặt lấy lưới sáng, sau đó giật mạnh một cái, tấm lưới sáng vỡ nát. Gã trai tóc bạc sửng sốt, kinh ngạc nói, thế mà mày có thể phá vỡ được thần thuật của tao. Ngô Bình, cái gọi là thần thuật, cũng chỉ vậy thôi. Gã trai tóc bạc cười khẩy, thế thì sẽ cho mày biết thế nào là thủ đoạn thật sự của thần tộc. Thủ đoạn mạnh nhất của thần tộc đương nhiên là sức mạnh của huyết mạch, thể chất mạnh mẽ, sức chiến đấu sung mãn. Gã trai này nhào về phía Ngô Bình, trong tay xuất hiện một cây dao, ánh dao lóe lên, chém một nhát xuống. Keng! Ngô Bình đứng yên, giơ tay nắm lấy lưỡi dao, bẻ một phát thì lưỡi dao đã gãy ngang, đồng thời phóng phần đã bẻ gãy vào đầu gã trai tóc bạc. Á! Gã trai đau đớn kêu lên, lùi về sau nhanh như chớp. Gã lùi ra sau nhưng Ngô Bình không tiến tới, hai người duy trì khoảng cách. Anh tung ra một cú đấm vào ngay mặt gã trai. Máu tươi phun tung tóe, gã trai bị đánh bay, mặt bị lõm cuống, trông rất khê sợ. Mày dám đánh trả sao, gã trai tóc bạc vừa kinh ngạc vừa tức giận. Gương mặt bị lõm vào được khôi phục lại trong nháy mắt. Ánh mắt gã tràn ngập sát khí, điên cuồng gào lên một tiếng, sau lưng đã có ảo ảnh một con hung thú xuất hiện. Đây là vật tổ của thần tộc. Mỗi một thế gia hoặc bộ lạc của thần tộc đều sẽ có một vật tổ, mỗi thành viên đều có thể mượn dùng sức mạnh của vật tổ. Khí tức hung thú này khủng bố, sau khi nó xuất hiện dường như thời gian dừng lại, áp lực khổng lồ khiến Ngô Bình thấy rất khó chịu. Chết đi, gã trai tóc bạc sải bước đi tới, khí thế tăng lên gấp 10 lần, ánh sáng màu xanh lam tỏa sáng quanh thân. Ngô Bình vô cảm, tay phải chỉ một cái, thản nhiên nói, tài quyết. Tài quyết này là thần thông kiếm đạo mà anh lĩnh ngộ được từ trong thiên cực tam thức, uy lực kinh hãi thế lục. Kiếm quang lóe lên, gã trai tóc bạc bị chém thành mười mấy mảnh, đến vật tổ kia cũng bị kiếm quang của Ngô Bình tiêu diệt. Điều khiến Ngô Bình kinh ngạc là, mấy mảnh thịt trên đất lại cử động, rồi được liên kết với nhau bằng một luồng sức mạnh vô hình nào đó. Thế mà vẫn chưa chết à, anh cười nhạt, kích hoạt chín lôi trận trong động thiên. Lôi quang chín màu từ lòng bàn tay anh phun ra, nổ ầm lên những mảnh thịt trên đất. Rắc! Một tiếng sấm nổ vang lên, xác của gã trai tóc bạc bị nổ thành cho bụi, không thể khôi phục lại được. Con sói kia thấy cảnh này thì sợ hãi chui vào một góc, không dám động đậy. Ngô Bình nhìn nó, lại đây. Con sói trắng từ từ bước lại, cúi gằm đầu như sợ Ngô Bình giết nó. Sau này mày chính là vật cưới của tao, đồng ý không, anh hỏi. Con sói trắng sáng mắt lên, gật đầu thật mạnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 99.